Và lấy liền nha cả nhà ơi, giá hôm nay em sale cho mình chỉ từ 99k thôi nha. Đầu like này em cũng lên cho mình siêu phẩm này với giá là chỉ có 99k mà thôi. Bây giờ chị nào mình xanh em đồng này thì bây giờ chia sẻ like trước nha các chị ơi. Chia sẻ like trước em trước giùm em là một lần trên tường nhà, hai lần vào các hội nhóm giùm em nha. Lưu ý giúp em là bắt buộc phải có chia sẻ like nha, không chia sẻ là không có lên đơn được đâu nha các chị. Rồi. Và hôm nay chị nào mà có chia sẻ rồi á thì các chị mình đặt hàng luôn. Và xanh được 99k các chị mình ráng gộp đơn hàng để em giao cùng một lượt cho các chị mình luôn nha. Đầu tiên em lên mẫu đầm này. Rồi, mã sản phẩm 1192 các chị chốt đơn liền nha. 1192 em sale cho mình là chỉ có 99k mẫu này. À chưa báo giá nữa. Đầm này là vải lụa Nhật nha các chị, có túi hai bên cho cả nhà mình luôn, quá đẹp luôn nha các chị. Rồi ngày hôm nay mẫu đầm này em sẽ sale cho các chị mình là 99k thôi nha. Áp dụng cho các chị nào nào mình có chia sẻ like và mình gộp đơn hàng cho em nha cả nhà nha. 99k em đầm này, trời ơi, quá rẻ luôn các chị. Một cái mẫu đầm siêu phẩm nha. Rồi có túi hai bên cho các chị và dây khóa kéo phía đằng sau nè. Vải này là vải lụa Nhật nên là khi các chị mặc lên người nó rất là mát và nó sẽ có co giãn cho cả nhà mình luôn nha. Rồi em sẽ có cho mình là bốn cái cuối cùng thôi, em sale luôn là 99k mẫu đầm này. Rồi bây giờ chị nào mình lấy mẫu này các chị mình đặt liền cho em. Mã sản phẩm này là 1192, bốn cái size M, eo mình tầm khoảng là 72 hoặc 74 chị xuống vừa. Eo 72 hoặc 74 chị xuống vừa, giá sale là 99k rồi, chia sẻ liền nha cả nhà ơi, chia sẻ liền giùm em nha. 99k mẫu đầm này, mã sản phẩm là 1192 nha, quá đẹp luôn. Rồi có nút ngọc trai cho các chị mình ở bên hông nè. Cổ là sẽ cổ đắp chéo cho các chị mình luôn ha. Tay lỡ nè, tay lỡ tới đây cử động thoải mái bị chặt nha. Rồi em sao luôn 99k các chị chốt đơn liền nha. Cả nhà ơi, mình nhớ là chia sẻ like dùm em. Và chị nào mình chia sẻ rồi mình chấm bài dùm em để kiểm tra là có cái hiệu hiệu chia sẻ chưa nha. Mẫu đầm này sale 99k thôi các chị, rất là rẻ luôn nha. Rồi ai lấy mẫu này nhanh tay nào cả nhà ơi. Mã sản phẩm này là DA1192 1192 và kèm trang sinh hoạt luôn 99k, phong đầm này mặc là dài tầm ngang bắp chân như thế này nha. Rồi sale sốc luôn cho các chị mình đây. Chị nào mình ưng ý mẫu này các chị mình lên đơn hàng liền giùm em. Ngay bây giờ em chuyển hàng chưa sai nha. 99k mẫu đầm này nhớ là chia sẻ like nha cả nhà. Rồi tiếp tục em sẽ lên thêm một mẫu đầm nữa với giá 99k nữa đây các chị. Chị nào mình ưng mẫu này các chị đặt liền, nhớ là mẫu đầm này size M thì em tầm 72 đến tầm 74 nha cả nhà nha. Eo 72 đến tầm 74 chạy xuống vừa nha. Rồi các chị cứ đặt hàng đi, nhớ là chia sẻ like là được nha các chị ha. Rồi bây giờ em sẽ chuyển thêm cho mình một cái mẫu đầm khác, hàng còn ít nên là những cái mẫu nào ít như thế này em sẽ like nhanh luôn nha. Thì các chị cứ đặt đi, cứ có chia sẻ là mấy bạn sẽ chốt đơn hàng liền cho các chị mình à. Rồi mình yên tâm. Bây giờ em sẽ lên thêm cho mình một cái mẫu đầm khác với giá là 99k nữa nha cả nhà. Chờ em một chút xíu nha. Chị nào mình lấy mẫu nào các chị mình đặt hàng liền dùm em, mã với số điện thoại cho em nha. Tiếp theo nè. Tiếp theo có mẫu đầm này. Mẫu này thì nó còn hai size lớn là size XL với 2X nè. Cũng là chỉ có 99k mà thôi. Đây cái form này nó gần giống như cái 1192 vừa nãy nè ha. Rồi em còn cho mình hai size. XL với lại 2X em chốt luôn là 99k mẫu đầm này. 99k mẫu đầm này nha cả nhà, mã sản phẩm này là DA1221 nha. 1221 99k. Rồi chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt liền cái này thì còn XL với 2X nè. Nãy có chị nào đặt mà size 2X hết rồi mình chuyển sang cái này nha. Dạ 50kg mình cho em vòng eo luôn cũng có thể vừa, 50kg cũng có thể vừa size M đó nha chị nha. Rồi bây giờ đầm này của em là 1221 99k luôn nha cả nhà. 99k mẫu đầm này em còn cho mình là hai size XL với lại 2X chị nào vừa mình lên đơn. Mã sản phẩm này là DA1221. 1221 và kèm theo xin hỏi luôn 99k. Rồi chia sẻ like để em chốt đơn hàng nha cả nhà, có túi hai bên luôn. Rồi đây các chị nè. Cái tin nhắn á, xin thông tin là tin nhắn tự động á chị ơi. Tin nhắn tự động nha chị Tiến Thủy Chung nha. Rồi bây giờ đầm này của em nè, mã sản phẩm này là 1221, giá em sale cho mình ngày hôm nay là 99k mẫu này, mã này là 1221 nha cả nhà. 1221 và kèm số điện thoại cho em luôn. Rồi chị nào mình lấy đặt liền giùm em. 1221 và kèm cho số điện thoại nha, 99k mẫu đầm này. 99k mẫu này rồi chốt liền nha các chị ơi. Rồi em đang thấy các chị đang lên đơn rồi thì tí nữa bộ phận tư vấn viên sẽ kiểm tra lượt chia sẻ rồi chốt đơn cho các chị nha. Ai có chia sẻ là mấy bạn sẽ lên đơn hàng nha cả nhà. 1221 vừa nãy là còn XL với 2X nha, chị nào vừa mình đặt hàng liền nha các chị.
Rồi mẫu tiếp theo em sẽ lên cho mình 99k này là đủ size luôn nè. Em lên tiếp một mẫu đầm nữa 99k là đủ size cho cả nhà mình đây, chờ em một chút xíu nha. Ơn mẫu nào các chị nhớ lên đơn hàng này giùm em, làm mã hàng với số điện thoại cho em luôn. Nhanh tay nha cả nhà ơi. Rồi mẫu đầm tiếp theo. Mẫu đầm tiếp theo nha cả nhà. Mẫu đầm này em sẽ sale luôn là chỉ có 99k mà thôi. Mã này là DA 1 2 Ồ 1 2 mấy em quên rồi ta. Chờ em xíu nha, tự nhiên quên mã luôn á. Ôi mã gì. Rồi mẫu đầm này là 1316 nha các chị. Rồi 1316 mẫu đầm này em chốt sale luôn trên line này cho cả nhà mình với giá chỉ có là 99k. 1316 chia sẻ like cho các chị ơi. 1316 nha, 99k. Cái này đủ size luôn. Cái này đủ size luôn nha cả nhà ơi. Rồi ai lấy mẫu này các chị mình lên đơn liền luôn 99k mẫu đầm này nha. Rồi chị nào mình lấy đặt liền giùm em ngay bây giờ luôn 1316 và kèm số điện thoại. Em sale là chỉ có giá là 99k thôi. Và mẫu này sẽ có là có bây giờ nếu mà size 2X vậy này có co giãn thì eo mình tầm khoảng là 84 hoặc là eo mình 86 trở xuống vừa nha. Eo 84 hoặc 86 trở xuống vừa, cái chất rất là đẹp. Cái chất rất là đẹp luôn cả nhà, yên tâm cho em nha cả nhà. Cái này là miễn chê về cái chất vải luôn á. Rồi, ai lấy mẫu này các chị lên đơn hàng cho em luôn, mã hàng với số điện thoại cho em liền nha cả nhà. Trời ơi, các chị nhìn cho em cái chất vải nè, xuất sắc chưa? Nó sẽ có co giãn cho các chị mình ha. Rồi, em sẽ sale luôn mẫu đầm này là 99k với mã sản phẩm này là DA1316 nha. Rồi em thấy các chị đang lên đơn 99k rồi, cả nhà nhớ chia sẻ like để mấy bạn lên đơn hàng cho các chị mình nha. Đó em thấy có chị Bùi Thị Tín đặt nè, rồi chị Nguyễn Ngân nè, chị Ngọc Trúc nè, rồi ok chị Linh Tường nữa nè. Rồi các chị ơi lên đơn hàng mình nhớ là chia sẻ like giùm em luôn nha. Mẫu đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm này là DA1316, em sale là 99k nha. Rồi chị Tím Thị Trung là 1316 nè. Rồi chị nào mình lấy mẫu này các chị comment lại giùm em ngay bây giờ luôn để em chờ hàng. Mã này là 1316, em chốt sale luôn là chị có giá 99k. Nhớ mình chia sẻ like giùm em luôn nha cả nhà. Cái chất này thì em bao đẹp luôn, thực sự luôn các chị, các chị nhanh tay nha. Vải nè, đó. Và có co giãn luôn nha các chị, có co giãn cho các chị mình luôn. Và 40kg đến 65kg vừa, chất rất là đẹp, chất rất là xịn luôn. Em sale hôm nay là chỉ có 99k mà thôi nha. Ưng mẫu này các chị nhớ lên đơn hàng này giùm em ngay bây giờ để em chừa hàng nè. 1316 và kèm cho em số điện thoại 99k em đầm này. Chia sẻ like giùm em nha cả nhà nha. Dạ đúng rồi chị, đầm họa tiết da beo á. Đây chị nè, 1192 mẫu này nó cũng có họa tiết da beo nè. Rồi 1192 là 99k nha cả nhà nha. 1192 là 99k, em còn size M 4 cái nữa nha. Em sale là 99k cho nhà mình. Rồi các chị ơi, mẫu đầm này của em là 1316 này cũng chỉ có 99k thôi. Ráng hôm nay mình gộp đơn nha. Gom hàng cả nhà ơi, toàn đầm đẹp và giá rẻ không ạ. Một cái mẫu đầm ôm body cổ độ rất là sang như vậy cũng chỉ có 99k mà thôi. Chia sẻ like dùm em để chút đơn hàng nha các chị ơi, 1316 nha. Khi nào có thì chị trong thành phố Hồ Chí Minh tầm 1 đến 3 ngày, ở tỉnh thì tầm 1 đến 5 ngày mình có hàng nha chị nha. Rồi bây giờ đầm em đang mặc trên người chị nào ưng đặt liền với mã sản phẩm này là 1316, sale là 99k. 99k mẫu đầm này. Rồi xong chưa cả nhà ơi, lên đơn liền dùm em ngay bây giờ nha. Comment cho em làm mã hàng nè với xin thoảng chưa hàng DA1316 và kèm xuyên hỏa chất em bao xịn luôn. Trời ơi cái chị đẹp lắm luôn nha. Cái đầm này tính ra em khui hàng em chưa có ủi luôn nè cái chị. Chưa có ủi luôn á, hàng em mặc làm sao là like hàng cho cái chị mình y chang như vậy hết nha. Mã này là DA1316, sale với giá chỉ có là 99k. Rồi chia sẻ like em mới chốt được nha, chứ cái giá này em lỗ lắm luôn đó các chị. Rồi xong chưa các chị ơi, chia sẻ và mình đặt hàng liền giùm em nha. 30 giây nữa em chuyển sang mẫu khác luôn. 30 giây nữa em chuyển sang mẫu khác. Mã sản phẩm này là DA1316, chỉ có 99k mà thôi. Trong tầm từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa luôn nhá. 1316 chị Vân Thúy 99k. 1316 cho chị Ngọc Châu. Chị lấy size M là được rồi nha chị Vân Thúy nha. Tại vì ôm body á, thường mình mặc size S mình lấy size M ok rồi. Rồi đầm em đang mặc đây là 1316, chốt sale với giá chỉ có là 99k em đầm này nha. Chia sẻ like dùm em và mình đặt ngay bây giờ luôn nha. Rồi đầm thêm tím sau lưng
Vậy thì em sẽ sale luôn đầm ren tím sau lưng này với giá 99k được không nè? Các chị chia sẻ like giùm em nha. Rồi, chờ em một chút xíu nha, em sẽ lên đầm ren tím cho các chị mình luôn nha. Ai lấy mẫu nào các chị mình đặt hàng liền giùm em ngay bây giờ để em chuyển hàng tiền sau liền trên like cho các chị nha. Rồi, các chị ơi chia sẻ chưa nè. Mẫu tiếp theo mà em sẽ lên cho các chị mình đây. Mã sản phẩm là 1250. Các chị ơi rồi chơi luôn nha. Sale luôn mẫu đầm này là 99k luôn nha. Ai lấy mẫu này các chị mình lên đơn liền và nhớ là chia sẻ like dùm em nha các chị. Cổ tròn nha cả nhà, tay lỡ cho các chị nè, hai lớp luôn, em còn có mấy cái thôi. Chốt luôn 99k, mã sản phẩm 1250 nha. Ôi, còn có 3 cái sao? Nhanh dữ vậy. Không, ở đây em còn like nè, em còn 2 cái nữa. Vậy là 5 cái đấy. 5 cái đấy nha các chị. 5 cái nữa, 99k, size M. Eo mình 72 đến tầm 73 trở xuống vừa. 99k mẫu đầm này, chị nào lấy đặt hàng liền. Mã sản phẩm này là DA1250. 1250 và kèm cho em số điện thoại liền nha cả nhà ơi. 99k, xuất sắc chưa? Trời ơi, ai mà bỏ lỡ mẫu này là cực kỳ tiếc nha. Rồi, chị Tím thì chung rồi. Chị ơi, mẫu này là 1250 chị nha. Và em còn xem M. Chia sẻ like dùm em, 56kg không vừa được chị Linh Tường ơi. Mẫu này tầm khoảng 52kg trở xuống. Hoặc là eo cũng mình ấy tầm khoảng 72-73 trở xuống. Chị Hoa Ly Đào 1250 này. Chị ơi nhớ chia sẻ dùm em nha. Nãy giờ các chị rất là nhiều chị chưa có chia sẻ đâu. Thì các chị nhớ chia sẻ like để em chốt đơn nào. Rồi chị Nga Nguyễn em chốt đơn cho chị 1250, 1192 nè. Rồi các chị ơi nhớ chia sẻ like để em chốt đơn hàng nha. Dám đi làm sao lỗ vốn rồi, có 99k thôi. Nên là em chỉ thật sự ngày hôm nay em chỉ lời, là em chỉ lời lượt chia sẻ mà thôi. Nên là không chia sẻ là không chốt đơn được nha các chị ha. Và nhớ là mình gộp đơn hàng dùm em để em giao cùng một lượt nha. Tại vì một cái đầm 99k làm sao lỗ em không có giao được. Đó, mình ráng mình gộp thêm một sản phẩm gì đó để em giao cùng nha. Rồi mã sản phẩm này là DA1250, 99k nha. 1250, 99k mẫu đầm này. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn hàng, hàng 99k nhưng em cam kết cho các chị là hàng chất lượng luôn nha. Tại vì đây là một trong những cái sản phẩm mà em bán cực kỳ là trẻ hàng luôn. Nhưng mà bây giờ em còn sót kho lại có 5 cái CM nên là em tổ chức sale như vậy thôi, để lấy được chia sẻ thôi. Nên là các chị nhớ chia sẻ dùm em nè. Chị Ngọc Du em hết size L rồi, em chỉ còn size M thôi. Rồi còn size M thôi nha cả nhà ơi. Mã sản phẩm này là 1250. Chị Tiến Thủy Chung hai đầm luôn hả chị? Nhưng mà mình nhớ chia sẻ like dùm em nha. Một lần trên tường nhà, hai lần vào các hội nhóm dùm em ạ. 99k mẫu đầm này nha. Với lại là mình ráng gộp đơn hàng để em giao cùng một lượt nha. Tại vì sản phẩm này lỗ vốn, em giao một cái thì em giao không được nha. Rồi chị Hương Hoàng nữa này, chia sẻ like dùm em nè. Giá là 99k, mã sản phẩm 1250. Hôm nay là sale tới luôn nha các chị ơi. Sale tới cho các chị mình luôn nha. Ai chia sẻ gấp dùm em đi các chị ơi. Không chia sẻ là nhường cho chị khác nha. Không chia sẻ là nhường cho chị khác nha các chị ơi. Rồi 99k em đầm này có 5 cái thôi chứ không có nhiều. Đúng 5 cái cuối cùng thôi nha, dành cho chị nào chia sẻ like chốt đơn. 99k mã sản phẩm 1250 rồi, em qua mẫu khác nha. Chị nào mình lấy mẫu nào các chị mình đặt hàng liền dùm em. Ngay bây giờ em chịu hàng chưa sai nha. Nhanh tay nha cả nhà ơi. Dạ. Đi đâu á? Bắt đi bự hả? Rồi, chị nào mình lấy mẫu nào các chị đặt hàng liền dùm em ngay bây giờ nha. Em chịu hàng chưa sai liền chia like cho các chị. Rồi, mẫu đầm tiếp theo nha cả nhà ơi. Mẫu đầm tiếp theo nha. Đây là DA1305. Rồi, em sale shop luôn cho các chị mình đây. Xe 1298 hả chị? Hình như cái mẫu đó, để em xem thử có còn không nha. 1298. Rồi, ok chị nha. Tí nữa em sẽ mặc cho các chị mình xem. Mắt nó buồn. Rồi, chị nào mình lấy đặt liền nha. Nãy chị ngủ quên, nó gọi chị vậy. Rồi đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm này là DA1305 nha. Chốt sale luôn cho mình đây, 139k mẫu đầm này. Chị nào mình ơn đặt liền nha các chị ơi. Giá bình thường mình mua sẽ là 299k. Còn riêng trên line này cả nhà sẽ được chốt luôn với giá chỉ có là 139k mẫu đầm này. Chị nào ơn đặt liền nha cả nhà. Mã này là 1305. 1305 và kèm số điện thoại luôn. Nhanh tay nha cả nhà. Rồi 1250 này chị Kim Dung nè. Rồi chị nào mình ưng mẫu đầm này cứ lên đơn hàng liền cho em nha cả nhà ơi. Giá ngày hôm nay em sẽ chốt sale luôn cho các chị mình. Chỉ có giá là
À, đầm này của em là 139, mã này là 1305 nha chị Thiên Ngọc ơi. Hôm nay cả nhà thấy sale shop chưa? Mẫu mới luôn nha các chị. Đủ hàng, đủ size và đầm sơ mi luôn nha. Mà hôm nay em sale đặc biệt luôn, chỉ có 139k mà thôi. Chị nào mình ưng mẫu này nhớ lên đơn liền giùm em. Mã sản phẩm này là DA1305. 1305 và kèm trăm sinh hoạt. Nhanh tay nha cả nhà. Và này là lụa mango nha các chị, có co giãn luôn, chiều dọc nè, chiều ngang nè, vẫn là có co giãn. Em bao cho mình cái chất này luôn, không đẹp không lấy tiền, thật sự luôn á các chị. Mặc dù mình mua, mình bỏ ra ra có 139k nhưng mà em cam kết là hàng chất lượng luôn. Dạ, đầm này là vải lụa mango luôn nha chị Thu Thủy ơi, mềm mịn, êm mát và không bị nhăn nhào. Form lên rất là chuẩn form, cả nhà nhìn cho em. Đó, chuẩn form và đẹp từng đường kim mũi chỉ cho cả nhà. Eo là luôn luôn bên em hạ eo ngang của chỗ tay như thế này. Các chị đo eo cho mình, cung cấp thông tin số đo cho mấy bạn tư vấn viên á. Các chị đo eo cũng là ngang của chỗ tay cho em nhé. Eo ngang của chỗ tay. Rồi, 1305 chút cho chị An Minh sale giá 139. 1305 chút cho chị Ngọc Trang sale giá 139. 1305 cho chị Thanh Hằng sale 139k. Rồi chị nào mình lấy mẫu này lên đơn liền dùm em. Có co giãn luôn chị. Có co giãn luôn nha chị Hằng Nga ơi. Đây, các chị nhìn dùm em. Và cái phần eo này may là chỉ một đường may thôi, nên là vẫn là sẽ đảm bảo là có co giãn. Nếu mà 2X là eo 84 hoặc là eo 86 trở xuống mình mặc vừa nha. Chị nào mình lấy đặt hàng liền giùm em nha. Đầm hoa tím đằng sau. Đầm hoa tím đằng sau mẫu này hả chị? Ok chị, hôm nay em sale luôn mẫu này nha. Ngày hôm nay mẫu nào cũng sale hết á. Các chị mình cứ từ từ theo dõi like đến cuối like luôn nha cả nhà. Rồi đầm này của em sale luôn trên like này, giá chỉ có 139k đầm này. Chị nào mình ưng mẫu này, các chị mình đặt hàng mình dùm em ngay bây giờ nha. 1305 và kèm trang sinh hỏi luôn. Form cổ sơ mi rất là vừa phải, các chị mình à, mặc thoải mái luôn. Và đi làm nè, đi chơi nè, đi ăn uống cà phê cà pháo đều được nha các chị ha. Rất là dễ mặc. Đầm sơ mi là nó đâu có kén đâu các chị ơi, đi đâu mặc cũng được hết nha. Và cái tông màu này nè, không có kén da, da trắng, da ngà mình mặc được. Rồi đầm này nè các chị ha, form nè, dài vừa qua gối ha. Các chị cao, các chị hình thấp mặc ok luôn. Eo 84 ok mặc được, size 2X nha chị Hằng Nga nha. Đầm này em sale luôn là 139k mẫu đầm này. 139k, chị nào mình ưng đặt liền dùm em. Mã đầm này là DA1305. Đây phía đằng sau là dây khóa kéo nè các chị. Dây khóa kéo phía đằng sau, form là lên form chuẩn cho các chị mình luôn nha. 40kg đến 65kg là vừa. Rồi nhanh tay nha cả nhà. Mẫu này em sẽ sale cho các chị mà là chỉ có 139.000 đồng. Chị nào mình lấy mẫu này đặc biệt. Các chị ơi, có cái đầm này nè, định mặc nhưng mà nó ít quá, nó còn có 9 cái thôi, em chốt luôn 99k nha. Form đầm chữ A, 9 cái cuối cùng size XL nha các chị ơi. 9 cái cuối cùng size XL rồi, cả nhà lên đơn luôn nha, 99k đầm này nha. Vải này là vải lai dông, có co giãn cho các chị mình rất là tốt nè. Chiều dọc với lại chiều ngang là em đảm bảo cho mình là co giãn cực kỳ nhiều luôn. Và vải này là không nhăn nhào, không sù lông, không chạy nhỏ vải luôn nha các chị. Ở đây nó có cho mình một cái nút nè các chị ơi. Đó, rất là xinh luôn nha. Nút đính ngọc trai viền đá xung quanh cho cả nhà. Rồi mẫu này em sale là 99k. Nếu mà cái form đầm chữ A này thực sự nó rất là dễ mặc. Bây giờ ví dụ như chị nào á, bình thường các chị mặc size L đúng không? Mà các chị hết size L rồi các chị tăng lên size XL. Các chị tăng lên size XL các chị mặc được luôn nha. Rồi bây giờ là đầm này là tầm khoảng 55kg đến tầm khoảng 60kg mặc vừa, 53kg cũng được trở lên nha, 53kg đến 60kg mặc vừa, 99k luôn. Em còn có 9 cái thôi nha cả nhà, chốt lẹ luôn nha các chị. 1255 ok chị Ngọc Nhàn nè, 1255, 1255 cho chị Nguyễn Trang nè. Rồi chị Hoa Ly Đào 1192 1250. Chị ơi nhớ chia sẻ like dùm em nha, chưa chia sẻ thì em không đảm bảo là mình được chốt đâu, nhớ chia sẻ like dùm em nha. Rồi mẫu đầm này sale là 99k, mã này là 1255, chị nào ưng đặt liền. Còn 9 cái thôi, maxi hả chị? Rồi tí nữa em mặc maxi luôn, đợi em một xíu nha. 1255 chị Nguyễn Thị Thúy nè, cho em thêm số điện thoại và nhớ chia sẻ like nha các chị ơi, size XL. Nhưng mà cái form đầm này nè, nó dễ mặc lắm, thì tầm khoảng 53kg. Thực sự luôn thì khi 50kg đến tầm 60kg ok luôn nha các chị. 50kg đến 60kg ok luôn nha. Form này dễ mặc vô cùng luôn, có 99k thôi nha cả nhà. Chị Nguyễn Thị Thúy ok là 1255. Rồi, chị nào lấy đặt liền giùm em nha. Sale luôn là 99k, 1m6, 68kg không vừa mẫu này chị ạ. 4 cái luôn hả trời. À mà bây giờ không có chia sẻ là không có chốt đâu chị ơi. Nhớ chia sẻ like với lại cho em thêm số điện thoại nữa. Thiếu mã luôn. Có mã, có số điện thoại. Mã với số điện thoại dùm em ạ. À. Rồi. À, cho chị xem cái đầm tím ở đằng sau. Tím này em like rồi. Tím này là 99k để em xem còn không nha. 1250.
Còn xe M, còn nha cả nhà ơi. Còn có hai cái thôi, chị nào lấy mình đặt liền nè. 99k mẫu này nha cả nhà ơi, 1250 đẹp. Xuất sắc nè, các chị ơi chị em cho cận cảnh mình xem nè. Đẹp lắm, nó có cái độ lấp lánh nữa. 99k luôn nha. Hai cái cuối cùng 99k nè. Các chị nhìn cho em cái chất thôi, cái chất bên trong là cái lớp lót nè. Hàng 99 nha, cam kết cho mình là hàng chất lượng. Rồi vì hôm nay em còn có vài cái nên em xả hàng như thế này, lấy được chia sẻ thôi. Rồi cái này là 1 2 5 5 99k luôn nha. Còn đầm em đang mặc trên người có chị nào lấy nhanh tay nè. Mã đầm này của em là 1305 và kèm cho em xin hỏi. 1305 và kèm cho em xin hỏi em chịu hàng. Sale luôn trên like này với giá là 139k. 1255 chị Đặng Oanh này nhớ chia sẻ like dùm em luôn nha. Rồi mã đầm này là 1305 sale giá 139k. Ưng mẫu này các chị nhanh tay 30 giây em chuyển mẫu khác nè. Lên đơn hàng liền dùm em ngay bây giờ nha. 1305 và kèm số điện thoại cho em nè. 1305 và kèm số điện thoại 139k. 139k mẫu đầm này ạ. 1305. Rồi chị Anh Minh 1255 nè. Ok chị nhớ chia sẻ like dùm em luôn chị yêu nha. Rồi mẫu đầm này ai lấy mình lên đơn, giá em sale cho mình là 139k thôi. Rồi chia sẻ liền nha cả nhà ơi. Rồi đầm tím này nãy có chị kêu mặc đúng không? Giờ em sẽ lên đầm tím này luôn. Tím này cũng còn ít luôn nha, các chị nó không đủ size đâu. Nó gần hết rồi em sale luôn. Ai lấy mẫu nào các chị đặt liền nha. Cho chị cái đầm tím, cho chị. Chị cái đầm tím nào chị ơi, nãy giờ mấy cái tím luôn rồi. Đây nè, cái này là 1250 nè chị, size M L 7273 chị xuống vừa. 1305 chút chị Thanh Nguyễn luôn nha. Rồi 1250 mẫu này em sale là giá 99k nha các chị ơi. Nhớ chia sẻ like và mình gộp đơn nha, tại vì sản phẩm này là em sao lỗ vốn nha cả nhà. Rồi tiếp tục em sẽ chuyển qua thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo. Chị nào mình lấy mẫu nào đặt liền luôn giùm em nha. Mã hàng với số điện thoại cho em luôn. Tiếp tục nè, qua mẫu đầm khác đây. Ai lấy mẫu nào các chị lên đơn hàng sớm giùm em luôn nha. Rồi mẫu tiếp theo. Đây tiếp tục là tím hoa. Tím ren vừa nãy là 1250 99k và bây giờ lên tím hoa 1255 chị Hiền Trần nè. Chị Hiền Trần nhớ chia sẻ dùm em nha. 1305 chị Thanh Nguyễn nè. Tím 99k 1m55 50. Rồi không vừa rồi chị ơi, 1m55 55kg không vừa mẫu đầm đó. Rồi mẫu đầm này của em nha, mã sản phẩm này là DA 1292 1292 mẫu đầm này nè. Thì nó còn 3 size nha, size M, size XL, size 2X. Cái mẫu này là bầu bì bông trên được luôn nha các chị. Chị nào mà thích cái phần phía dưới này rộng hơn, cái chị rút cái dây cao lên là ok nha. Thì phía dưới này rộng ra. Và đầm này có túi hai bên. Bộ nào 1m60 67kg hả chị? Có luôn chị ơi, để tí nữa lên sau nha. Rồi mẫu đầm này có co giãn nè các chị. Co giãn chiều dọc chiều ngang với mã sản phẩm này là 1293. Sale luôn 199k. Cái mẫu này là 1293 nha, để em đọc nhầm mã nha. Cái này là 1293. Cái này nó có hai màu luôn nha các chị. Rồi em sao đồng giá hết luôn nha, 199 luôn. Đầm này bình thường em bán là 299k, hôm nay em giảm cho mình 100.000. Giờ còn 199 luôn và hai mẫu này cũng chỉ còn có 3 size là size M, size XL và size 2X. Trường hợp chị nào mà mình mặc size L ấy, các chị giảm xuống size M các chị mặc ok luôn nhé. Rồi, đâu á? Làm chân gà. Chưa làm à? Hôm nay đi đâu không nhận mệt ghê hả? Đuối luôn ạ. Ồ chị thấy mệt ghê luôn. Rồi. Đầm ren là 1250. Rồi ok, để tí nữa mấy bạn xem nha. Có chia sẻ rồi, có số đầy đủ thông tin rồi, vừa là mấy bạn chốt liền nha cả nhà nha. Rồi chị Lan Hương nè, để cho chị 1250. Chị ơi nhớ chia sẻ like cho em là em để cho chị liền nè. Rồi các chị ơi, hai cái mẫu đầm này em sale đồng giá là 199 nha. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt liền luôn, nhanh tay cả nhà ơi. Đầm có túi hai bên, vải này mát lắm. Mềm êm và mát lạnh cực kỳ. Trời ơi, xuất sắc nha các chị, hai màu màu nào cũng đẹp hết trơn. Một tím này là DA 1293 tím, 1292 đen. 1293 tím, 1292 đen, sale với giá chỉ có 199k. Tím vừa nãy là 1250 nha chị Nguyễn Thị Liên ơi, không vừa à. 1m55 55kg thì không vừa mẫu đó rồi. Rồi các chị ơi, mẫu đầm này chị nào lấy đặt liền luôn. 12 đây, quay phía đằng sau nó như thế này. Phía đằng sau nó như thế này nè cả nhà. Đó, nó khuyết cũng chỗ đằng sau nhìn rất là xinh luôn nha các chị. Dây khóa kéo đằng sau nè. Rồi đầm này em sale luôn cho mình là 199. Màu tím là 1293, còn cái màu đen này là 1292 nha. Hai màu cho mình lựa chọn. Em sale hôm nay cho cả nhà mình luôn, chỉ có giá là 199k mà thôi. Chị nào mình lấy lên đơn luôn nha cả nhà. 199k thôi, rẻ ơi là rẻ luôn.
49, 65kg hoặc là 68kg mình mặc ok luôn nha. Tại vì cái form đầm này dễ mặc lắm. Chị nào có vòng bụng mình mặc vẫn được luôn nha. Em sale hôm nay chỉ có 199k. Mã màu tím là 1293 và màu đen là 1292, đồng giá luôn, sale 199k cho các chị. Rồi chị nào mà lấy mẫu này các chị đặt hàng liền giùm em ngay bây giờ nha, 199 luôn, quá rẻ. Này cả nhà, có mẫu mới mà em sale luôn cũng chỉ có 199 luôn nè. Đây, chờ em một chút nha, em mặc lên cho các chị xem. Chị nào mà lấy mẫu nào, đặt hàng liền giùm em, comment là mã hàng với điện thoại cho em chốt đơn liền luôn nha các chị, chia sẻ like giùm em ạ. Rồi mẫu đầm tiếp theo lên sàn. Có đầm này đẹp lắm nè. Các chị ơi, mình tiếp tục chia sẻ like nha. Vẫn còn đầm 99k luôn nha. Hôm nay làm sale rất là nhiều, các chị cứ từ từ theo dõi nha. Mẫu đầm tiếp theo lên cho các chị mình ở đây. Mã đầm tiếp theo đây là 1321. Đẹp xuất sắc luôn, cái form chuẩn form mà nó có cái phần xoắn eo tạo điểm nhấn ở đây nè. Đồng thời che bụng rất là tốt nè, cái chị chất vải này chất ai quay có co giãn nè. Co giãn chiều dọc, co giãn chiều ngang thoải mái luôn. Mã này là VA1321. Rồi, chốt luôn 199 nè các chị. Trời, các chị thấy chưa? Hôm nay sale rẻ khủng khiếp luôn. Đầm này có 199 rồi. Rồi chị nào ưng đặt hàng liền giùm em ngay bây giờ. Em chịu hàng dạ 49kg thì cũng vừa size M1250 chị tài tài nha. Chị nhớ để lại số điện thoại nha, còn hàng là mấy bạn chốt đơn liền. Rồi. Ok ok, chị Anh Minh lấy hai màu luôn nè. Cảm ơn chị. Rồi, các chị ơi, mẫu này em cũng có hai màu mà em để ý nha. Mấy chị khách là thường á, thích mẫu nào thường hay là đặt luôn hai màu luôn á. Đây là mẫu này cũng vậy nè, em thấy rất là nhiều chị luôn đặt một lúc hai màu không ạ. Em thấy rất nhiều chị đặt một lúc hai màu, ở đây có cái màu nâu nữa nha. Nâu là 1322. Nâu là 1322, vàng là 1321 nha. Các chị nhớ comment thêm màu luôn giùm em nha. Rồi, em sale luôn cho cả nhà mình chỉ có 199k thôi ạ. 199k, chị nào mình lấy đặt liền. 199 thôi, rẻ cực kỳ. Trời, các chị nhìn cho em cái chất nè. Đã chưa? Co giãn nhiều lắm. Em quên mất tiêu luôn chị. Và 298 rồi, đợi em một xíu nha chị. Xin lỗi chị nãy em bị quên. 70kg mẫu này thì thực sự là mặc cũng ok đấy, nhưng mà em sợ cái form lên không được đẹp thôi. Mẫu này thì tầm khoảng 65 hoặc là 67kg trở xuống thì sẽ ok hơn. Để 70kg sau mẫu này em khoan, để mặc cái 1298 xong đi rồi em sẽ lên cái đầm 70kg luôn. Rồi các chị ơi, hai màu này em sale đồng giá là 199 nha. Màu vàng này là 1321 nè, màu nâu này là 1322 nè. 199k các chị chốt lẻ nha. Giá sale này em chỉ có hiệu lực ở trên live mà em không áp dụng bên ngoài. Bình thường các chị mua đầm này phải là 299k chứ không được chốt 199 đâu. Hôm nay các chị ơn mẫu này các chị lên đơn liền nha, 199k luôn. Hôm nay cái điện thoại này sao mà nó cứ bị rớt mạng. Rồi, các chị ơi, chị nào ơn đặt liền giùm em nha. 1322 là màu nâu, 1321 là màu vàng. Hai tông màu, các chị ơi nhìn giùm em nè, có xẻ tà. Xẻ tà nó tới đầu gối thôi, mình mặc không bị hở đâu. Nè các chị nè. Rồi em chốt sale luôn trên line này cho cả nhà là 199 nha. Màu vàng là 1321, màu nâu là 1322, sale với giá là 199k. Trong tầm từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa luôn. Ai lấy mẫu nào các chị mình lên đơn hàng giùm em. Ngay bây giờ em chịu hàng nhanh tay nha cả nhà. 199k. 199k thôi nha cả nhà, co giãn nha. Co giãn nha, chất êm và mặc rất là mát luôn. Rồi tiếp tục nha. Em sẽ quay thêm cho mình một cái mẫu đầm khác để em xem cái 1298 là mẫu gì nha. Em chưa kịp nhớ mã nữa cả nhà. Rồi, chờ em một chút nha. Em biết rồi, cái đầm này. Đầm này em đang sale luôn. Rồi, đợi em vài giây nha. Chị nào mình lấy mẫu nào các chị đặt hàng này giùm em ngay bây giờ nha, em chịu hàng luôn. Nhanh tay nha cả nhà. 1298 lên sàn. 1298 lên sàn, em sale luôn nha các chị. Đợi em một chút nha. Rồi, chị nào mình lấy mẫu nào nhớ nhanh tay mà đặt hàng này giùm em luôn. Làm mã hàng với điện thoại em chốt sale. Mẫu đầm tiếp theo. Rồi các chị ơi, em lên mẫu đầm này.
1321. Ok chị Anh Minh luôn. Rồi mẫu đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1298 nha cả nhà ơi. Rồi đầm này em sẽ sale luôn. Các chị nè giá rất là rẻ luôn. 159.000 đồng mẫu đầm này. 159.000 đồng mẫu đầm này với mã sản phẩm này là DA1298. À, cái form này nó hơi nhỏ, tầm khoảng 60kg trở xuống, ok. Rồi, mẫu đầm này 60kg trở xuống, ok, mặc được nha. Mã này là 1298. 1298 và kèm cho em số điện thoại luôn cả nhà ơi. Em sale luôn cho nhà mình ngày hôm nay, giá chỉ có 159k. Ok, này chị Nguyễn Thị Thúy 1298 sale luôn 159. 1298 cho chị Ngọc Trang 159k, hôm nay sale rất là rẻ luôn các chị. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn liền, form xòe và nó có đuôi cá này các chị ạ. Nó có vạt tài đuôi cá đắp chéo qua như thế này là rất là xinh nha. 159k rồi, xem nhanh luôn nha các chị. Hàng em ít lắm. Mẫu này em cực kỳ ít luôn mà hôm nay sale rẻ nữa. Chỉ có 159k. Dạ mẫu này 70kg không vừa. Sau mẫu này em sẽ lên đầm 70kg cho mình nha chị nha. Rồi, đầm này chị nào lấy đặt liền giùm em luôn. 1298 và kèm cho em số điện thoại nha. 1298 và kèm cho em số điện thoại. Sale liền trên like, giá chỉ có là 159k đầm này. 159k mẫu đầm này ai lấy mình lên đơn liền. Nền Sanavi nha cả nhà, họa tiết hoa rất là xinh luôn. Hoa nhí cạnh cái đen bông hồng. Rồi, em biết ngay mà, cái mẫu này đúng không các chị? Cái này đúng không? Cái mẫu này rất là nhiều chị thích luôn, rất là nhiều đơn đặt luôn. Hôm nay gần hết luôn nè. Rồi em một xíu nha, để em lên cái đầm 70kg vừa xong rồi em sẽ lên đầm đó cho mình. Em 92 có cái mẫu này nè, đợi em một xíu nha, còn cái mẫu này không vừa đâu. Em là mình đo ngang cùi chỏ tay nha cả nhà. Em là mình giống ngang cùi chỏ tay giúp em nha. Rồi đầm này của em là 1298 nha, tầm khoảng 60kg trở xuống vừa. Em mình tầm khoảng là 80 trở xuống, ok. Giá em sale là 159. Ok, 1298 chúc chị Anh Minh 159k luôn. 159k mẫu đầm này nha, chị nào mình lấy đặt liền. 159 mã sản phẩm này là 1298 nha. Rồi em tiếp tục lên đầm này nè, 70kg ok được luôn nè. 70kg mẫu này mặc ok nè, và sale luôn nha. Sale luôn, tại vì tính ra là mẫu này em chỉ còn có vài cái thôi. Vài cái size 2X thôi, em xả hàng luôn nè. Đợi em vài giây nha. Các chị chốt lẹ nha cả nhà ơi, tốc độ giúp em nha. Các chị chốt tốc độ nha, tại vì hàng ít lắm. Nhất là những cái mẫu đầm lẹ size như thế này mà dám xả hàng. Nè các chị nè, size 2X nè, eo 92 vừa nè. Mẫu này là 1252, eo 92 vừa luôn, eo 94 bon chen cũng được luôn. Nói chung là đầm này tầm 70kg trở xuống ok luôn. Giá em sale xạ nè, các chị mình nghe giá nè. Đây là 1252 nha. Tại vì còn size 2X thôi, nên là thôi em sale rẻ luôn. Nè các chị ơi, 100. Để em chốt luôn giá sốt nè. 1252 này, sale luôn xạ hàng luôn nha. 139k, trời ơi 139k. Lệ liền các chị ơi, chốt lệ luôn nha. Đừng đặt trễ hết đó. À, mình mới mua mẫu này ok lắm chị Diệu Hạnh, cảm ơn chị. Hôm nay em còn cho mình 9 cái cuối cùng và em chốt luôn giá 139k, thực sự cực kỳ rẻ. Đây một cái giá mà rẻ nhất từ trước tới nay luôn. Chị nào hôm nay không chốt được mẫu này là cực kỳ tiếc luôn, em nói thiệt luôn. Chị Diệu Hạnh là mua là cũng giá cao hơn mẫu này nè. Đó, hôm nay em sale còn 9 cái cuối, em xả luôn là 139.000 đồng cho chị nào nhanh tay. Không chia sẻ là cái này là nhớ chia sẻ like dùm em nha, không chia sẻ không chốt được đâu. Giá này em sẽ là không cái lý lời luôn rồi. Một cái mẫu đầm sơ mi vải bao đẹp cho các chị mình luôn. Form nè, form xòe và xếp ly vuông nè, che bụng rất là tốt. Cái màu cực kỳ là sang. Trời ơi, các chị ơi, cái này các chị phải về, các chị nhiều đồ hàng. Cái chất này các chị mê liền đúng không? Mềm êm mát không nhanh nhầu. Hôm nay em xả 139.000 đồng, còn đúng 9 cái thôi, không có nhiều. Rồi chốt lẹ nha các chị, mã sản phẩm 1252 đầm này tầm khoảng là 65kg hoặc nhiều khi là 70kg trở xuống ok luôn. Giá em sale cho các chị mình là chỉ có 139k. Chốt nhanh nha cả nhà, 1252 kèm số điện thoại. 1252 kèm số điện thoại, không có nhiều, cũng có 9 cái cuối thôi, em sẽ nhanh luôn. 1252, 139k. Trời ok chị Anh Minh lên là lấy 3 cái luôn. Thực sự ngày hôm nay á, đầm giá lẹ mà rẻ hơn giá sỉ luôn. Nên là nếu có thể các chị luôn gộp đơn luôn mấy cái các chị đặt cho các chị ơi. Rồi hôm nay hút hội chị em bạn gì mình vô đây mình mua luôn các chị. Đầm này em sale là 139k, sale là không lợi nhuận luôn nha. Em xả hàng cho nó hết thôi. Bây giờ cũng là gần cũng là cuối năm rồi. Hôm nay hàng còn ít em xả hết cho các chị. Chị nào lấy mình chốt luôn 1252 chị Phượng Hồng 139k.
Đó chị Diệu Hạnh, đúng rồi, chị Diệu Hạnh mua lúc giá sale 199k. Em biết mà, cái mẫu đầm này hôm nay các chị được săn sale rẻ lắm luôn, các chị đừng bỏ lỡ nha. Chị Nguyễn Thị Ngọc 1252 nè, hôm nay làm giá một cái giá là rẻ nhất từ trước tới nay luôn, các chị chốt lại dùm em 1252. Đầm này là còn size 2X, là các chị tầm eo mình tầm khoảng 84 cho đến tầm khoảng là 90 92 trở xuống mặc được luôn nha. Là đầm này tầm khoảng là 65 hoặc 70 kg trở xuống ok luôn, giá em sale là chỉ có là 139k em xả kho nha cả nhà. Có mấy cám xả nhanh luôn, quá đẹp. Thực sự luôn, mẫu đầm này các chị mình á, đợt trước mà các chị mình theo dõi live sẽ biết là đa số là mọi người mua đầm này là 299k cơ, 299k mẫu này em bán rất là chạy. Nhưng mà sau đó là em còn lẻ sang còn ít nên là em xả hàng luôn á. Rồi bây giờ nè, 139 thôi. Dạ. À, tư vấn 70 kg nữa đi em. Bây giờ chờ em xíu đi, em mặc cái đầm hai nhí xong rồi em sẽ kiếm cái mẫu nào 70 kg nữa nha. Rồi bây giờ 1252 có chị nào mình lấy đặt liền giá, em xả hàng 139k mẫu đầm này. 1252, 1252 hết XL rồi chị lấy 2X được không? Chị về mình bóp em lại giúp em nha. Rồi. Rồi không còn sai nhỏ tiếc hả chị. Đó, hôm nay các chị tranh thủ nha, bỏ lỡ tiếc cực kỳ luôn á. Ai mà vừa sai thì hút liền em này luôn nha. 139k mẫu đầm này. 139k mã sản phẩm 1252. Giá mà bình thường mua toàn là mọi người mua là 299k không à. Mọi người mua là 299k không à. Ngày hôm nay em sale rồi đó, xả hàng rồi. Có 139 thôi nha. Rồi. Eo thun hả chị? Eo thun rồi, đợi em một xíu nha chị nha. Eo thun em có đầm 99k eo thun luôn á chị. Tí nữa em mặc cho, đợi em chút. Giờ em đi lên cái đầm hai nhí cái đã. Đây, siêu phẩm. Siêu phẩm trình làng, mẫu này mà không hút lẹ là hết ngay. Mẫu này mà không hút lẹ là hết ngay, cực kỳ đẹp luôn. Đầm này của em là 1307. Bán cực kỳ chạy hàng, trời ơi các chị ơi, mẫu đầm này lên đơn liền nha các chị. Sale hôm nay mẫu này sale chỉ có 299k. Rồi chị Anh Minh 1252 lấy hai cái ok chị nè. Rồi mẫu em đang mặc trên người với mã sản phẩm là DA 1307 siêu phẩm. Mặc làm sang giao hàng y chang vậy nha. Trời ơi các chị ơi, đẹp lắm, từ cái lớp lót nè. Trời ơi lưu siêu luôn. Đẹp chưa? Các chị nhìn cho em nè, mướt mát cực kỳ, co rẻ nè, dễ chịu lắm. Vải này là von tâm, kể cả lớp vải bên ngoài hay là lớp lót bên trong nó đều co giãn luôn. Đầm hoa hồng nền xanh ngọc, cách ga đầm kẻ thứ ba. Cái đầm nào nhỉ? Chờ em một xíu nha. Em đầm hoa hồng nền xanh ngọc, cách váy kẻ thứ ba ý. Cái này hả chị? Đầm xanh ngọc mà hoa màu hồng. Cái kia thì là cái nào ta? Cái này hay cái nào chị ơi? Rồi đầm em đang mặc trên người chị là lấy đặt liền mã 1307, sale giá 299, đủ hàng đủ size nhưng gần hết sạch hàng luôn rồi. 299k mẫu đầm này thôi. Chị nào mình lấy đặt liền cho em nha. 1307 và kèm số điện thoại luôn cho em nào các chị. 1307 và kèm cho em xin hỏi. Dạ có size luôn, 60kg có size luôn chị. Đầm này 65kg, nhiều khi là 67kg cũng vừa, tại vì vải này có co giãn. Phần eo nè có đường may, nhưng mà với chất vải này, với chất vải này thì nó cũng có co giãn cho các chị. Eo mình tầm khoảng là 84 hoặc là 86, 88 chịu xuống vừa. 1277 eo thun còn không em? 1277 còn chị, mà nó lẻ size rồi á. Đâu để em xem lại coi cho xem coi. 1277 còn 3 cái. Còn có 3 cái size L thôi chị, 1277 đó. Có cái mẫu giống vậy là 1278, em còn nhiều hơn. Để có gì em like sau nha. Rồi bây giờ chị nào lấy đặt liền luôn. 299k mẫu đầm này, mã sản phẩm là 1307, các chị chốt nhanh nha. 1307 và kèm xin hỏi sale giá 299k mẫu đầm này 1307. 1262 em giá đầm beo 1262 xả luôn có 100 đâu rồi? Đầm beo đâu rồi ta? 1262 đâu rồi? Thôi để tí nữa em mặc luôn, để em like luôn cho cả nhà. 1262. Rồi chị nào mà lấy mẫu này đặt liền cho em nha. Mã này là 1307. 1307 em chốt sale luôn cho các chị mình với giá chỉ có là 299k mẫu đầm này nha. 299k mẫu đầm em đang mặc trên người. Ai lấy mẫu này các chị mình đặt liền giùm em ngay bây giờ nha. 1307 và kèm số điện thoại. 1307 và kèm số điện thoại sale giá 299k.
299k, vậy này là von tâm có co giãn luôn nha các chị nha. Rồi mẫu em mặc bao nhiêu, mẫu này em sale là 299k, đây là mẫu hàng mới ra lò luôn. Mẫu này mới ra lò luôn nha các chị, và bán cực kỳ chạy hàng. Nếu mà các chị hôm nay ưng á, mình đặt luôn nha, đừng đợi đến ngày mai ngày mốt, em nói thiệt. Thực sự luôn, những cái siêu phẩm như vậy các chị phải chốt lệ tay nha, kẹo không còn hàng nữa. Đầm này em sale chỉ có 299k thôi và bán rất là chạy luôn. Mã này là 1307 nha cả nhà, vải này bao mát, không hề nhanh nhầu nha các chị. Rồi êm ái thoải mái dễ chịu cho mình, hai lớp nè các chị ơi. 1307 sale giá là 299k nha. Rồi đầm 70kg tí nữa sẽ lên thêm, có chứ, 99k nãy giờ lên quá chừng luôn chị ơi. Bây giờ mình cứ chia sẻ like trước rồi tí nữa mình săn thêm nha. Dạ 66kg vừa luôn chị, đầm này nè. Đầm này 66kg cũng vừa, hoặc chắc xíu mình đo giùm em vòng eo. Eo mình bao nhiêu nha, mình đo giùm em vòng eo để mấy bạn tư vấn kỹ hơn cho mình về cái size số nha. Hoặc là vừa nãy có cái đầm này nè chị, cái đầm này 1252 nè, em xã có 139 là 66kg ok luôn. 1307 chị Nguyễn Thị Thúy ok chị nè. Rồi vừa nãy là em có cái đầm này nè 1252, còn size 2X em xã 139k nè. 1252 đầm sơ mi nha, 139k 1252. Giá bán bình thường 299, nay mà được chốt 139k, mã này là 1252 139. Rồi chị Nguyễn chị Hình Trần ok 1307, chị Nguyễn Thị Thúy 1307 nè. 1307 giá sale là 299k mẫu đầm này. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn hàng thì dùm em ngay bây giờ luôn nha, để em trường hàng luôn. Ồ cái này XL hả, không biết có size nhỏ không ta? Chắc nếu mà không có size nhỏ em mặc size lớn nha. Size XL này hơi to xíu nha cả nhà. Rồi chờ em một chút nha, em chuyển sang mẫu đầm khác luôn. Rồi chị nào mình ưng ý đặt liền dùm em ngay bây giờ nha, mã hàng với điện thoại cho em luôn nha cả nhà. Rồi chờ em một chút, em chuyển mẫu đầm khác nè. Đầm này không biết nó có lẽ size không sao mà ở đây nó có size XL hết size M rồi. Em sale nhanh nha, chờ em một chút xíu nè. Đây đầm tiếp theo em đang mặc là size này là size XL nha, nên em kẹp lại nha. Chị Chín Trần hết size XL chị ơi, em còn size 2X, chị lấy 2X giúp em nhé. Rồi bây giờ mẫu này của em là 1258 nè cả nhà. Rồi em còn ủa hai cái size M. Ôi vậy là ở đây còn một cái XL em nhập thêm nha, một cái XL nữa. Hai cái size M, một cái XL em đang mặc, với lại còn lại là em còn cho mình 9 cái 2X, em xả luôn nè cả nhà. Mẫu này em sale luôn nè. À để em xem coi nha. Chốt luôn đi, xả hàng luôn đi. 1258. Chờ em xem coi còn những cái size nào nữa không? XL. Ủa, XL còn nè, 2X còn. Còn cặp à. Các chị ơi. Hên quá, tìm ra được thêm cặp nữa. 5 cái nữa XL. 5 cái nữa XL nha. Rồi vậy là 6 cái đó. Rồi để em xem coi nha. Em chốt xả hàng đi mẫu này 1258. Chờ em xíu nha. 19k. 119k. Đầm màu xanh đen rồi, chờ em được xíu luôn nha chị nha. Em cảm ơn chị Kim Dung. Rồi cả nhà ơi, mẫu đầm này em còn cho mình là size M, size XL và size 2X nha. Em xả luôn là 119k. Chết em bao đẹp luôn. Túi hai bên. Trời ơi các chị ơi, đây là hàng còn ít nè, với xả giá này nha. Các chị ơi hàng mới luôn nè. 1258 chị Hoa Ly Đào nè, chốt luôn 119k thôi. Giá này sao là không lờ luôn rồi đó. Rẻ quá. XL nè, cái cặp này còn đúng 5 cái à. Nè, em vui hàng cho các chị xem. Trời, 119k. Sao mà nó rẻ dữ hình mà trời. Các chị ơi, nè, đẹp chưa. Em mặc like xanh da vậy, cái tính là cái đầm này em cũng chưa có ủ luôn, mang lên mặc cho các chị mình luôn á. Like của em là rất là thực tế, mặc like làm sao là giao hàng y chang à. Nhiều khi hết size nhỏ em lấy size lớn em mặc luôn đây nè. Rồi mẫu này em xả 119k nha. 119k còn có ít thôi. Mỗi size còn có ít mấy cái thôi, em xả nhanh luôn. Size M còn 2 cái nha, XL còn 6 cái và size 2X còn 9 cái cuối cùng. Chốt lẹ nha cả nhà ơi. Chỉ có giá là 119k nè. Rồi ok này, chị Hoa Ly Đào 1258 nè. Rồi chị Trần Hằng 1258, chị Kim Dung 1258 luôn hả chị, chết rồi. Còn có 2 cái size M à. Còn có 2 size M. Bây giờ hết rồi chị ơi, nếu mà chị nào mà đặt sớm trước em chịu hàng trước nha.
còn lại là còn XL với 2X thôi, 1258 70 kg hả chị? Eo mình bao nhiêu chị Diệu Hạnh ơi, mình đo giúp em được không, để em đo thử coi. Em đo thử cái 2X coi nha. Để em đo luôn cho các chị cho dễ đi. Xem mình vừa không? Cho chị cái này. Rồi, cái này. Rồi để em đo thử cái size 2X nha. Không biết vừa không nữa. Mình đo eo luôn dùm em nha, eo là ngang của chợ tay nè, lúc nào em cũng nhanh eo là ngang của chợ tay này hết. 119k thôi nha cả nhà, xả nhanh nha. 119k chị nào lấy mình đặt liền. 1258. Size M có 2 cái thôi, nãy giờ quá trường chị đặt luôn. Ô hôm nay sao nhiều chị đặt size M vậy ta? Bình thường em thấy size M ít chị đặt lắm. Ô trời ơi, cái chị ơi đằng này eo 90 trở xuống vừa nha. Dễ sợ chưa? Rồi, ok luôn. Ok luôn, thoải mái luôn. Cái đầm này là 70kg trở xuống, ok luôn. Eo 90 trở xuống vừa đó nha các chị. 1258 nè. 1258 2X eo 2XL eo 90 trở xuống vừa. Một trăm mười chín k rồi, nhanh nha cả nhà ơi. Cái này em cũng không biết nữa, tại vì phụ thuộc vào hệ thống nhảy cái đơn hàng lên, mấy bạn sẽ thấy tin nhắn của chị nào lên, nhảy lên trước mấy bạn chốt cho chị đó trước thôi. Chị Kim Dung ơi, rồi đầm này, rồi size eo 77 mình mặc size XL được nha chị nha. Mẫu này còn cho mình hai size cuối là size XL với lại size 2X nha. Em sẽ hàng là 119k nha cả nhà ơi. 119k mẫu đầm này chị nào lấy lên đơn liền. 1258 nha. Ok, 70kg nè, chị Diệu Hạnh chốt nè. Đầm này là 2X là eo 90 trở xuống vừa luôn, nên là chị nào 70kg vừa luôn. Hoặc là mình kỹ xíu mình đo cho em vòng eo, eo là ngang cùi chảo tay nha cả nhà. Rồi, giá sẽ là 119k. 119k mẫu đầm này đẹp ha. Cái vải này có co giãn luôn, chất em bao mát cho các chị. Hàng là hàng chất lượng nè cả nhà, thấy chưa? 119k cái đầm này, các chị thấy có rẻ quá hay không? Hàng là hàng shop nha. Hàng shop đem mặt thương hiệu đầy đủ nè, xinh xinh shop nè. Xinh xinh shop nè cả nhà. Đó, 119k, quá rẻ luôn ạ. Rồi chị Hoàng Thị Hằng luôn, 1258 nè, chị nào lấy đặt liền luôn. 119k thôi nha cả nhà, còn hai size cuối là XL với 2X nha. Ai nhanh là còn, ai chậm mất hàng là có mấy cái thôi cả nhà ơi, em xả luôn. 119 còn size M là cháy hàng rồi nha. Size M cháy hàng rồi, chỉ còn hai size XL với 2X thôi, 119k. 1258 chị Phượng Hồng ok luôn nè, 119k. À, chị đặt trước mà 1258 chị bảo ra em mặc thử. Ôi hả chị, tiếc quá, nhưng mà tại vì lúc mà tùy vào hệ thống lúc mà nhảy đơn lên á, nhảy đơn lên mà nhiều khi ở trong cái điện thoại của mình á, mình thấy cái tin nhắn mình đặt trước, nhưng mà thực sự là trong thực tế là nhiều khi là trên hệ thống là những cái chị khác là đã đặt trước luôn rồi, nên là chị thông cảm giúp em nha, chị thông cảm giúp em nha chị Kim Dung ơi. Tiếc quá. Rồi mẫu đầm này nha cả nhà ơi, còn có hai size thôi, XL với 2X. Giá ngày hôm nay em sẽ sale luôn cho mình. Dạ, cái cổ này là cổ giọt nước nha cả nhà. Cái cổ này cổ giọt nước, em đang mặc XL nên nó hơi to, em đang kẹp bớt lại nha cả nhà nha. Rồi mẫu đầm này em sale là 119k nha cả nhà. 119k chị nào vừa XL 2X mình chốt lẻ nha. 119k vẫn còn hàng nè, còn có ít thôi nha cả nhà. Rồi, hoa cúc hả chị? Mẫu này hả chị? Mẫu này đúng không chị ơi? Rồi ok chị nha. Em mặc hoa cúc luôn. Ủa mà đằng sau nhiều hoa cúc quá, ở đây có hoa cúc vàng nữa nè. Em mặc mẫu nào trước đây ta? Rồi, chị anh Minh rồi. Tí nữa mấy bạn kiểm tra, nếu mà còn hàng là mấy bạn chốt liền nha cả nhà, mình yên tâm nha. Còn cái nào là em chốt hết cái đó luôn, ngày em xả hàng hết luôn rồi. Rồi 119k 1258 nha. Hoa cúc nhỏ hả chị? Hoa cúc nhỏ. Cái hoa cúc hai cái này nó cũng không có nhỏ lắm, nó cũng vừa. Cái nào chị ơi, cái này hả? Cái này hay cái nào chị? Hoa cúc vàng đúng không? Rồi thôi em mặc đài đi nha. Không phải thì em mặc tiếp nha. Rồi tiếp tục, bây giờ em sẽ lên hoa cúc nha. Ai lấy mẫu nào các chị mình đặt liền dùm em, làm mã với số điện thoại cho em luôn nha. Tiếp tục xả hàng nữa nè. Cả nhà yên tâm đi, ngày hôm nay nhiều đầm đẹp giá rẻ lắm. Cứ theo dõi em like của em đến cuối like luôn nha. Ngày hôm nay chủ yếu là em xả hàng thôi. Rồi nếu mà chị nào thích lên mẫu mới em có luôn nha, sẽ lên mẫu mới luôn, xem kẻ luôn. Rồi bây giờ nè, em mặc cái đầm này. Cái này em mặc size hơi bị to nha cả nhà, tại vì nó chỉ còn size lớn thôi, nhưng nó không còn size nhỏ nữa, hình như nó còn 2X à. Đây là 1207.
Đúng rồi, 13 cái 2 ít cuối cùng luôn. 13 cái 2 ít cuối cùng luôn. Rồi mẫu này em xả hàng luôn. 119k nha. 119k mẫu đầm này, mã sản phẩm là 1307 1207 nha. 119k. Đầm này là 1207, em chốt nhanh nha, đúng 13 cái luôn nha cả nhà. Đây, đầm này còn 2 ít thôi, không còn size gì hết nữa rồi. Đâu em đo thử luôn 2 ít eo bao nhiêu luôn nha. Em chốt cho chị rồi. À mấy bạn nào có kêu không biết cho nhắn cho chị nào kìa, em chốt cho chị rồi kìa. Không biết có phải chị Kim Dung không? Eo 88 chiều xuống vừa nha các chị ơi. 1207 eo 88 chiều xuống vừa, size 2 ít nha. 119 luôn, em xả nhanh luôn, rẻ chưa cả nhà. Rồi, bây giờ chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt liền cho em nhé. 1207 1207 2XL eo 88 chịu xuống vừa. Giá sale là 119k. Rồi, các chị ơi chốt lẻ nha cả nhà. Rồi, ok chị Nguyễn Thu nè, một cái nè, 119k thôi nha cả nhà ơi. Hàng em bao chất lượng. Thiệt, em nói thiệt luôn. Cái đầm này các chị về các chị sẽ thấy rất là ưng ý, có túi đàng hoàng, vải rất là mịn mát luôn, mịn lắm, không có bị nhăn nhầu luôn. Chất cho mình nha, đẹp từng cái đường kim mũi chỉ luôn. Nha các chị, hàng là hàng shop luôn nha cả nhà. Giá ngày hôm nay em sale là 119k, em còn đúng 13 cái cuối cùng cho chị làm nhanh tay. À còn 12 cái thôi nha. 1207 và kèm số điện thoại cho em luôn. Không nhớ mã mình chụp màn hình lại giùm em, chị thông cảm nha. Tại vì không phải là cố tình ra cái số nó nhiều vậy đâu, mà tại vì do là bây giờ em lên tới, em may là tới mã đầm tới như vậy á. Tại vì bên em là bán hàng cũng là 6 năm trời nay rồi, thì trải qua 6 năm thì nó đã có rất là nhiều mã đầm rồi. Nếu mà lên cái mã ít thì đã trùng, bị trùng với mã cũ rồi. Nên là các chị thông cảm giúp em nha. Hoặc mình không nhớ mã mình chụp màn hình lại nha. 1207 và kèm trang số điện thoại nha. 1207 nha chị ơi, anh Minh ơi, mã này là 1207 nha. Dạ 1262, mình đợi em xíu em kiếm đó nha, em chưa thấy nó nữa. Rồi, đầm này em chốt xả là 119k, em còn có size 2X thôi, chị nào vừa mình đặt liền nha. Chị nào vừa mình đặt hàng liền cho em nha cả nhà. Rồi em thấy cái 1262 rồi để mặc nha. 1207 chị Anh Minh nè, 1207 chị Ngọc Hạnh Trần nè. Hết XL rồi mình lấy 2X được không chị ơi? Eo 88 chịu xuống vừa 2X nha. Eo 88 chịu xuống vừa 2X, em xả là 119k, hàng là có túi luôn, vải đẹp, em bao đẹp, không đẹp không lấy tiền. Hôm nay là tại vì giá xả hàng như thế này thôi, chứ hàng lại hàng chất lượng nha. 1207 chị Chính Trần, XL hết rồi chị ơi, lấy 2X giùm em nha. Lấy 2X giùm em nha cả nhà, nếu mà hơi rộng về mình phối dây đai vô. Mình phối dây đai vô giùm em nha cả nhà, hoặc là mình bóp eo lại giúp em nha. Rồi tiếp tục em xả hàng nữa nha. Tiếp tục em xả hàng nữa nha cả nhà ơi, đây. Có thêm cho mình mẫu này nữa, 1262 nè, trời ơi đẹp lắm luôn nha. Rồi, ai chốt là chốt lẹ tay, kiểu là không cần hàng nữa đâu nha. Bây giờ nè, 1262, dạ eo 90 cũng được nữa, tại vì tính ra cái vải đó nó có co giãn đó chị. Đây này, để em thử đo, thử cho chắc luôn đi nha. Tại đầm vừa nãy em đo là nó chưa co giãn. Đẹp mà, size to quá hả chị. Rồi, để em đo thử coi nha. Chưa co giãn là eo 88 rồi, 90 vừa luôn, 92 vừa luôn. Eo 90 vừa luôn nha chị ơi. Chị Hồ Huỳnh ơi, tại vì nãy em đo em quên nữa là cái em đo là chưa có tính co giãn. Co giãn vô là eo 90 được luôn, eo 92 bon chen được luôn. Eo 90, 92 bon chen được luôn nha. Nãy em quên là em đo là chưa có tính độ co giãn vô. Rồi, 119k nha cả nhà. Bây giờ các chị ơi, mẫu đầm này là 1262 này, xả luôn nha. Còn như là xả bấy nhiêu luôn, 1262 để em xem thử coi. Trời, ủa sao còn 2X không vậy ta? Một cái M, một cái XL với lại còn lại 2X. 1262. Em xả luôn mẫu này nha, để em xem coi. Trời các chị ơi, không phải đâu. Hết XL luôn rồi á. Không có XL luôn. Không có XL luôn. Hết XL rồi. Giờ là còn có size 1 cái size M với lại còn lại là 2X không à. Rồi em xả luôn đi nha. 100 để em báo giá luôn đi.
139k mẫu này 1262. 139k. Cái này các chị mua có cái cài áo này nè, đính liền luôn, có túi luôn, vải này co giãn. Đâu để em thử đo cái 2X nó bao nhiêu nha. Thì cái này thoải mái đó. 1262 chị Nguyễn Thị Ngọc lên đơn nè. Đo luôn đi cho chắc rồi các chị mình chốt luôn nha. Nè, đẹp quá chừng luôn á. Chị Phan Thi 1207 ok chị. Hôm nay em xả hàng rất là rẻ cả nhà, nhanh tay nha. L 92. Ơ quên, L 82. L 82, L 84. Co giãn thì L 88 được. L chưa co giãn là 84, co giãn là L 88 được luôn. 1262 mặc đẹp lắm. Cảm ơn chị Hình Thu. Đó, em rất là mong các chị nào á, hôm nay trong livestream này các chị nhận được hàng review sản phẩm cho em như vậy, em biết ơn nhiều lắm luôn. Rồi, 1207 nè, chị Phượng Hồng ok. Các chị ơi, mẫu này là L 84, co giãn đến tầm 88 trở xuống vừa. Giá sale là 139k, mã này là 1262 nha. 1262 size M nè, ok nè, chị Thanh Tâm nè. Rồi, chị nào mình lấy mẫu này đặt cho em nha, để mà 1262. 139k, L là 84 đến 8 đến 88. Đó, 139k. Chị nào vừa mình đặt luôn 1262. 139k. Co giãn nha cả nhà ơi. Rồi 139k thôi. Lên đơn liền nha cả nhà, còn lại 2X thôi nha. Còn lại size 2X luôn, size M cũng hết hàng luôn nha. Giá em chốt luôn là 139.000 đồng, giá này là xả hàng nha các chị. Rồi rất là rẻ luôn, chị nào mình lấy đặt liền luôn. 139k. 1258. 1258 đã em đo rồi, eo nó là 90 luôn á chị. 1258 là eo 90 trở xuống vừa luôn chị Vân Bích nha. Rồi, hoa to chị đặt thêm để dồn đơn. Hoa to hả chị, cái này được không chị? Cái này được không? Để em mặc. Ủa mà không biết còn xem mờ không nữa, để em xem thử nha. Chị Anh Minh 1262 hai cái nè. Rồi, ai lấy mẫu nào lên đơn liền nha. Ồ, 1249 cái đầm hai to này cũng hết ha, hết size M luôn. Rồi, cái chị ơi nhanh tay nha. Nhanh tay kiểu hết nè, 1262 còn 2X thôi nha. Còn 2X thôi, size lớn hết hàng rồi chị Thiên Ngọc ơi. Giá hôm nay em sale là 139k xả hàng nha. 139k mẫu đầm này, mã sản phẩm 1262, chị Duyên Trần 1262 nữa nè. Rồi, chị nào lấy nhanh tay nha, form đẹp lắm. Đầm này trời ơi, cái này miễn chêm nó thiệt. Chất nè, mềm êm và co giãn, trời ơi, mặc là ghiền luôn á. Rồi 70kg hả chị? Rồi để tí nữa em xem có mẫu nào nữa nha. Ai lấy mẫu nào các chị mình lên đơn hàng liền dùm em ngay bây giờ luôn. Làm mã hàng nè, với điện thoại liền. Em trừ hàng luôn nha. Ủa cái đầm này hết rồi sao ta? Ủa còn một cái XL, một cái 2X. Chờ em xíu nha, em xem cái đầm này nè. Sơ mi rất là đẹp luôn, nhưng mà còn đúng hai cái cuối nha cả nhà. Ai nhanh là được, ai chậm mất nha. Khỏi mặt nha cả nhà ơi. Còn đúng hai cái luôn, một cái XL với một cái 2X, em đo thử nha. Đầm này bình thường em bán là 299k, nhưng mà nay em còn có hai cái cuối em xả luôn là 139 đi. 139 mã 1253. Rồi. Eo này là 84 nha. Eo 84 86 trở xuống vừa, 84 chưa co giãn rồi là 86 nha. 1253 đầm sơ mi còn đúng hai cái, 139k, một cái size 2X và một cái XL. 1253 giá em bán bình thường là 299, nay em xạ là 139k, mã 1253 nè. Chốt lẹ luôn các chị, cái này có hai cái cầm thôi không mặc nha. Để nhập số lượng luôn. Một cái XL với một cái 2X, 139k, chưa báo giá luôn nè, để em báo luôn. 139k 1253 nha. 139k giá bán bình thường là 299, em xạ luôn á. 1253, 139k luôn, xạ luôn nha. Quá đẹp, quá rẻ luôn. Rồi chốt lệ luôn nha, ai nhanh là được, ai chậm mất hàng nha cả nhà. Rồi qua mẫu khác luôn. Để em đo luôn cái XL luôn đi, chị nào mà hết 2X mình giảm xuống size XL mặc luôn. Chết rồi, sao mà đặt XL size 2X nhiều vậy, có một cái cả nhà. Cả nhà ơi, không thì các chị chuyển sang cái 1252 vừa nãy, hai cái form này giống nhau. Ủa, ý các chị ơi, cái XL này nó cũng co giãn nhiều lắm. Hết 2X các chị chuyển sang XL cũng được ấy, tại vậy này co giãn nhiều. Rồi các chị, đầm này của em nha, 1262 nè. 1262 xả 139k nha. Chị nào mình lấy đặt liền nha. Nãy có chị nào kêu em mặc cái gì em quên rồi. Cái gì ta? Cái đầm gì ha?
Rồi thôi em sẽ mặc. À nãy có khách kêu mặc cái đầm xanh này nè, nãy có chị khách kêu lo bóp rồi mà em chưa mặc nè, để mặc luôn mẫu mới nha, đẹp lắm. Rồi chờ em một chút nha, chị nào mình ưng mẫu nào đặt liền dùng em luôn nha cả nhà. Hôm nay các chị cứ theo dõi đi, ngày hôm nay em sale rất là nhiều và có xem kể cả mẫu mới lẫn mẫu cũ nha. Rồi chị nào mình thích mẫu nào cứ đặt hàng, ráng hôm nay mình gom hàng nha cả nhà. Đây siêu phẩm, siêu phẩm này là phải chốt lẹ chứ đừng có chờ nha cả nhà, chờ là không còn đâu. Đầm này là 1308, hiện tại em bán gần hết luôn các chị. Mẫu mới đó nha cả nhà, mới ra mắt sản phẩm luôn á mà bán rất là chạy. Trời ơi, ôi sao XL sao còn có 9 cái. Thực sự luôn các chị ơi, em nói mà cái mẫu đầm này đi hàng nhanh lắm luôn. Rồi các chị ơi, mẫu đầm này nha, 1308 em sale trên line này cho cả nhà chỉ có 299k trong hôm nay đặt luôn nha các chị. Trong hôm nay các chị đặt luôn đi, đừng đợi đến ngày mai ngày mốt, em nói thiệt luôn. Gần hết hàng luôn rồi nè. Đó, em nói mà cái mẫu này đi hàng nhanh lắm luôn á. 299k mẫu này mã là 1308. Vậy này là von hàn và may là hai lớp nha. Von hàn và may hai lớp nè cả nhà, nhìn cho em nè, có túi nè. Rồi, mẫu hoa to size M hả chị? Rồi để tí nữa em xem có mẫu nào em lên nha. Rồi phía đằng sau dây khóa kéo nè. Trời ơi đẹp mê hồn chưa? Ngày hôm nay mẫu này em sale luôn, chỉ có giá 299, mã này là 1308 nha cả nhà. Đẹp lắm luôn, siêu phẩm đó nha các chị. Đang nằm trong top bán chạy của bên em. Em mới ra mắt sản phẩm mà đi hàng ào ào luôn. Mẫu này nó đi hàng ào ào luôn á các chị. Đầm beo vừa nãy là 1262 chị hứa ánh nha. Rồi đây nè các chị nhìn cho em cái. Trời ơi, liêu siêu luôn. Các chị mặc lên là các chị liêu siêu luôn, mê ly luôn. Trời ơi, các chị nhìn cho em cái lớp lót coi, đã dễ sợ luôn á. Eo 90, mẫu này thì chắc eo 90 không được rồi chị. Mẫu này nó ít cao giãn thôi, eo chắc tầm khoảng là 84 trở xuống hoặc 85 trở xuống thôi. Giá em sale là 299k, giá em sale là 299k. Mã sản phẩm là 1308, đẹp lắm luôn. Trời ơi, từ cái chất đến cái form, em cực kỳ là thích cái mẫu này luôn á. Em mặc là kiểu như là bị ghiền luôn, không muốn cởi ra luôn. Cả nhà, các chị vừa nãy các chị thấy cái lớp lót thôi là các chị biết rồi. Rồi nè, cả nhà nhìn cho em form đầm này, chuẩn form chưa? Dây khóa kéo đằng sau cho cả nhà mình nha. Che bụng rất là tốt luôn. Mã đầm này của em là 1308 nha. Rồi ok nè, 1262 chị Phượng Hồng em chốt đơn nè. Rồi đầm em đang mặc trên người chị nào mình lấy lên đơn liền. Mã sản phẩm này là 1308 và ngày hôm nay em sale luôn, chỉ có 299 ngàn đồng mẫu đầm này. 299k mẫu đầm này, chị nào lấy lên đơn liền dùng em nha. 1308 chú chị Huỳnh Hiền luôn. Rồi 1308 chị Ngọc Như luôn, chị nào ưng đặt liền dùng em ngay bây giờ. Hoa to. Em mới kiếm được cái đầm hoa to này có đúng một cái luôn. Size M, một cái cuối cùng. Một cái cuối cùng size M hoa to đây. Mã này 1241 99k cho chị nào nhanh tay nha. 1241 99k còn đúng một cái cuối cùng, 99k luôn. Chất lụa hàn nha cả nhà ơi. 99k mẫu này mã là 1241 chốt lẻ luôn nha các chị, còn đúng một cái thôi. Sale nhanh luôn 99k, chị nào vừa đặt liền. 1241 99k. Rồi các chị ơi, đầm em đang mặc trên người ai lấy lên đơn nha. 1308 ok chị Anh Minh nè, xuất sắc. Em nói thiệt, cái mẫu này về nhà các chị nhận được hàng các chị mặc ghiền luôn. Thiệt, những cái mẫu này là các chị phải là ráng mình đầu tư, các chị săn liền nha, đừng bỏ lỡ, nó uổng lắm. Rồi ok, 1308 chị Hoàng Huyền nè. 1m56 66kg chị cho em vòng eo được không? Nếu như eo mình tầm 84 hoặc là 85 băm chen xíu thì 86 chịu xuống thì cũng ok luôn nha. Rồi giá em sale cho mình luôn, chị có giá là 299k, chuẩn đẹp luôn. Em nói thiệt, về nhà nha, các chị nhận được gói hàng trên tay, các chị sờ lên cái chất rồi các chị còn mê nữa. Thiệt, các chị còn mê nữa cô, êm vô cùng êm luôn á. Rồi nhanh tay mình lên đơn hàng liền dùng em nha cả nhà. Nhanh tay mình lên đơn hàng liền dùng em luôn. Các chị chốt đồ bộ cầm nhanh luôn nha cả nhà, em xả luôn nè. 1217, ôi có đúng một bộ luôn thôi, 89k bộ này luôn nha. 1217 còn đúng một bộ size L, 89k luôn. Cái này là nhanh nha cả nhà, ai nhanh là còn, ai chậm mất hàng. Một bộ cuối cùng nha, có túi luôn nha, quần là lưng thun nè. Một bộ size L cuối cùng, 89k bộ này. Mã này là DA 1217, 1217 89k, 1217 89k còn đúng một bộ thôi. 1217 89k bộ này nha. Chốt lẻ luôn, kẹo hết nha cả nhà, 89k bộ đó nha. Rồi đầm em đang mặc 1308, ai lấy mình lên đơn nha. 1308 và kèm trang sức hỏi em chịu hàng chịu size. Giá ngày hôm nay em sẽ sale luôn cho các chị mình luôn. Chỉ còn có giá là 299k. 299k mẫu đầm này, ai lấy lên đơn liền dùm em ạ. Nhanh tay cả nhà, 1308 nha. Rồi tiếp tục nha.
Bây giờ em sẽ lên thêm cho mình một mẫu đồng khác nữa đây. Ưng mẫu nào các chị mình đặt liền dùm em luôn. Nhanh tay cả nhà. Bây giờ em lên mẫu hoa to, nhưng mà tiếc là cái mẫu này em chỉ còn size lớn thôi nha, không còn size nhỏ đâu. Chị nào vừa mình đặt luôn cho em nhé. Rồi chốt nhanh luôn nha các chị. Mẫu này xả hàng nè. Một, hai, ba, bảy. Các chị, 1, 2, 3, 7 nha. Đúng một là còn đúng hai size cuối là XL với 2X. Em xả luôn nè, 119k. 119k, chị nào vừa cái size này mình đặt luôn nha. 1, 2, 3, 7 em chốt 119k. Chị đo giùm em vòng eo đi, chị Hoàng Huyền, rồi mấy bạn tư vấn chọn size chính xác cho chị luôn, mình yên tâm nha. Rồi mã này là 1, 2, 3, 7 nè. Xả luôn 119 rồi. Chốt lẹ luôn nha cả nhà, mỗi size còn mấy cái thôi. 119k. 1, 2, 3, 7 và kèm số điện thoại 119k đầm này. 119k mẫu đầm này, chị nào mình ưng đặt hàng liền nha cả nhà ơi. 1, 2, 3, 7. 119 còn đúng 2 size thôi chứ em không còn nhiều. Xả luôn 119, quá đẹp luôn trời. Cái này tại vì em đang mặc size lớn, cái chị nhìn nó to vậy thôi chứ mặc đúng form rất là đẹp luôn. Ngày hôm nay em sale luôn cho mình mẫu này nha. 119k đầm là có túi hết nha các chị. Có túi hai bên luôn. Rồi lên đơn liền dùng em nha cả nhà. Bây giờ em lên thêm đầm 99k nữa nha. 99k chắc khỏi mặt đi cả nhà. Đây này, cái mẫu này nè. Mẫu này 99k khỏi mặt nha, còn mấy cá luôn. Đây là 1256. 1256 em còn size L có vài cái cuối à. Em sale 99 luôn, vải này thun da đê có co giãn nhiều lắm, nên là thoải mái luôn. 9 cái cuối cùng. Nè cả nhà nhìn dùm em là co giãn nha, nên là thoải mái luôn. 99k thôi. Thun 3D nha các chị, sờ lên cái mặt vải này còn thấy cái họa tiết nó nổi nổi lên nữa nè, rất là đẹp luôn. Cái này vải này nhìn bên ngoài sẽ đẹp hơn trên live. Rồi đầm này em sale luôn nha. 99 E88 mình mặc vừa 1237 luôn chị Mai Diệu nha. E88 mặc vừa 1237. 1237 chị An Minh, 1237 chị Quý Nguyễn ok, 1237 chị Nguyễn Thị Ngọc ok. Rồi đầm này em 119k luôn nè cả nhà ơi. Em cảm ơn chị Hoàng Huyền. Và cả nhà ơi yên tâm đi, đối với những cái form đầm này dễ mặc lắm, dáng người nào cũng mặc đẹp hết. Rồi các chị ơi, đầm này nè, 1256 em còn 9 cái cuối, em sẽ xả hàng là 99k. 1256 nha cả nhà. 1256 xả hàng 99k. Chị nào vừa đặt luôn có 9 cái size L thôi. Chị nào mà hết size M rồi lấy size sang size L. Chị nào hết XL giảm xuống size L mặc luôn đi cả nhà, tại vì vải co giãn nên là dễ mặc. 1237 chị Phương Lan ok nè, 119k luôn. Chị nào mình lấy cứ chốt liền giùm em nha. Rồi các chị ơi, mẫu này nè, 1256 nè, 119k nè. Ôi xin lỗi, 1256 có 99k thôi. Còn 9 cái size L. 9 cái size L em sale 99 luôn nha. 99k, đầm này có túi luôn. 99k nhưng mà em bao chất lượng mà có túi hai bên luôn. Hôm nay em còn hàng còn ít là em xả hết luôn. 1237 chị Nguyễn Ngọc, chị Ngọc Hạnh Trần nè. 1256 chị Anh Minh nè. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào đặt liền dùng em nha. Cái này thì em còn size lớn nên là các chị ơi, các chị thấy em mặc nó hơi to ha, nên là các chị thông cảm nha. Không còn size nhỏ em mặc nữa, em mặc đỡ vậy luôn. Rồi mẫu này em sale là chỉ có giá là 119k. 1256 chị Dung Cao thì ok luôn. Rồi ok chị Quý Nguyễn nha. Chị Quý Nguyễn khách ruột mà có địa chỉ liền, có địa chỉ rồi chị yên tâm luôn nha. Mấy bạn sẽ là tư vấn và chốt đơn hàng gửi đến địa chỉ cho mình. Rồi đầm này của em nha, sale luôn trên line này cho cả nhà mình với giá chỉ có là 119k. Mẫu đầm này chị nào mình lấy lên đơn liền dùm em. 119k thôi nha cả nhà, chốt đơn liền nha. Một cái cuối cùng 99k luôn. Mã này là 1219. Để em nhập luôn nha. 1219. Một cái cuối cùng size 2X. Một cái cuối cùng size 2X 99k chị An Minh Trần. 1256 ba cái ok. 1256 chị Hình Kim Phúc ok. Các chị ơi, mẫu đầm này nha, đúng một cái cuối cùng 99k. Mã này là 1219 nha. 1219 nha, hai lớp nè. 99k luôn, tại có đúng cái thôi. Nhớ chia sẻ like dùm em nha, đẹp lắm. Rồi, qua luôn. Bây giờ các chị ơi, mẫu đầm này ai lấy lên đơn mã sản phẩm 1237 nè. 119 thôi nha cả nhà. Mình chốt lẹ luôn, còn là đúng hai size cuối rồi em xả hàng 119. Rồi bây giờ em sẽ qua thêm một mẫu đầm tiếp theo nữa nè. Ai lấy mình lên đơn liền luôn.
Hôm nay lên toàn đầm đẹp không à các chị? Nè, đây nữa đầm sơ mi, trời ơi. Cái này là đúng chuẩn form luôn, đúng đẹp luôn nha các chị ơi. Cái đầm này là nằm trong top bán chạy của bên em nè. Đầm này là nằm trong top bán chạy của bên em luôn. Mà tại vì lý do ngày hôm nay là tại vì em còn có size còn ít thôi nên là em mới sale giá này, chứ bình thường em bán là 299 không ạ. Dạ 1219 thì 70kg không vừa chị, đầm đó đầm 65kg trở xuống. Rồi mẫu đầm này là 1295 nha. Em còn có size 2X thôi nên là em mới chốt giá này nha cả nhà. Rồi, ai lấy mình lên đơn luôn, có chị nào vừa size M không? Chốt luôn mẫu này em nhập lô nha. Trời ơi, em chừa mình cái size L này em hơi bị tiếc luôn. Tại vì cái mẫu đầm này lên form rất là đẹp. Nếu mà bữa sau em like thì em mặc size 2X nó hơi bị rộng, hơi bị to. Nhưng mà nếu mà chị nào thích thì em nhường luôn nha. Đẹp lắm luôn. 199k thôi. 199k mẫu này thôi. Thôi 179 thôi đi. Còn có size 2X thôi cũng thôi em xả luôn nha. 1295 này. 179 đi, 1295. Đáng lẽ là bán là 299 đó, nhưng hôm nay em sale là 179 thôi, sale luôn nha. Còn cho mình là một cái size M cuối cùng em đang mặc, với lại còn lại là size 2X thôi. Đẹp cực kỳ luôn. Em nói thiệt, cái mẫu này về nhà nhận được hàng không chê vào đâu được. Rất nhiều khách bên em nhận được hàng khen. Và đầm này em toàn bán là 299k không à. Nhưng mà nay em còn sót kho lại có mấy cái size 2XL như thế này và một cái size M thì em sẽ sale luôn với giá là 179 nha. Đẹp lắm luôn á các chị, em nói thiệt. Rất là đẹp luôn, chuẩn form. Mà cái form nó xuất sắc cực kỳ. Rồi, nhanh tay nha cả nhà, chị Yến Hoàng 1295 size M nè. Đầm vừa mặc hả chị? Vừa mặc vừa nãy là 1237 nha chị ơi. Đầm vừa mặc là 1237 nha. Cái này em xả hàng 119k 1237 nè. 119k 1237. Rồi còn cái siêu phẩm 1295 này ai lấy mình lên đơn liền nha cả nhà. Em tại vì em còn có mấy cái thôi nên em sale giá này luôn. Nhớ nên mình chia sẻ like và ráng mình gộp đơn nha. 1295 và kèm cho em xin hỏi luôn 1219 thì hết hàng rồi cả nhà ơi. Rồi đầm này của em nhá, 1295 chốt luôn giá là 179, còn size 2X thôi nha các chị. Còn đầm nào lẻ size, đây chị lẻ size này còn nữa thì người em sẽ mặc. Hôm nay thì em sẽ là tập trung em xả hàng luôn cho các chị nha. Các chị ráng mình theo dõi like để mình đặt nha. Rồi để em xem cái điện thoại còn pin không. Ok còn. Rồi đầm này của em nha, sale là 179k nha. 179k mẫu đầm này, chị nào lấy đặt liền 1295 siêu phẩm đó nha. Các chị không đùa được đâu, em nói thiệt. Cái mẫu này em nói rằng các chị nhận được hàng các chị ưng ý lắm luôn á. Mã này của em là 1295 và kèm số điện thoại cho em nha. 179k, 12k 1237 nha. Rồi ok chị Anh Minh nha. Rồi đầm này của em chị nào lấy đặt liền. Đầm này của em chị nào mình lấy đặt luôn cho em nha. Mã này của em là 1295 siêu phẩm. Em chốt sale là còn có 179 thôi nha. 179k em nói thiệt, mẫu này là nhận được hàng là chỉ có ưng ý thôi. Nhận được hàng là chỉ có ưng ý thôi nha cả nhà. Chỉ có là 179.000 đồng. Rồi các chị ơi em lên luôn đầm 99k nữa cho mình chốt nha. Nãy có chị kêu lên đầm eo bao chuông mà quên, nãy giờ em chưa có like nè. Để em cầm luôn like cho các chị cho nó nhanh luôn đi nha cả nhà, chứ thôi á. Để tập trung like những cái mẫu còn nhiều. Ở đâu vậy ta? Đâu rồi, nó đâu rồi? Thôi để tí nữa em thấy đã, em mặc cái đầm 99, em like mình 99k cái đầm kia luôn. Rồi bây giờ mẫu đầm này ai lấy mình lên đơn 1295 nè. Ok chị Ngọc Hạnh Trần nè. Nói thiệt cái chị mua mẫu này là phải nói là rất là xứng đáng luôn nha cả nhà. Phải bao đẹp luôn á. Đầm này em sale là chỉ có giá là, đầm này em sale cho các chị mình chỉ có giá là 179k thôi nha. Chị nào ưng ý đặt liền dùm em. Chị nào ưng ý mẫu này các chị lên đơn liền luôn nha cả nhà ơi. 179k mã 1295 nè. Còn 2X thôi nha cả nhà ơi. Size M là hết luôn rồi đó. Rồi chốt luôn 179k. 179k mẫu đầm này. Nhanh tay lên cả nhà. Cái đầm 1256 này là 99k vẫn còn nha cả nhà. Vẫn còn nha, chị nào ưng mình đặt luôn nha. Rồi 1295 chị Đào Hiền, ok chị luôn nè, 179k. Chị nào mình lấy mẫu này đặt liền nha. Hàng tại vì hôm nay hàng lại sai nên với chốt giá này, chứ bình thường đặt sẽ không có đâu. Bình thường mình phải chốt đầm này là 299k đó. Ngày hôm nay em chốt luôn 179 nè, 1295 nha. Rồi em chuyển sang mẫu khác luôn. Em chuyển sang mẫu khác luôn nha các chị ơi. Rồi chốt đơn liền dùm em nha cả nhà. Rồi mẫu đầm tiếp theo, nãy có chị kêu là đầm eo bao chuông thì thôi để mặc cái đầm này trước đi. Đây là DA1278 nè. Đẹp lắm. 1278 nha cả nhà ơi, chốt liền luôn nha.
Chốt liền luôn nha, hàng này em cũng còn ít thôi. Dạ 66kg cũng có thể mặc được 2X luôn nha chị Hoàng Huyền ơi. Hoặc là mình kỹ xíu mình đo dùm em vòng eo ạ. Rồi mẫu đầm tiếp theo là 1278. Siêu phẩm này còn 2 size, size M với size L. Rồi chốt luôn đi nha cả nhà, em xả hàng luôn đi. Đầm này nha, trời ơi cái đầm, cái chị nhìn cho em nè. Vải này là von ha, ánh nhũ hàng cao cấp. Và phần eo có bo chung co giãn rất là nhiều. Size M, size L thì tầm 40kg đến 60kg vẫn vừa. Tại vì nè, cái chị nhìn thấy không, em mặc size M thôi mà nó đã vầy rồi. Thì size L là 60kg ok luôn nha, hai lớp luôn. Chất lượng chưa? Rồi em chốt xả hàng luôn, 179 luôn. Rồi lên đơn liền dùng em nha, 179k. Mã đây là 1278, 179k mẫu đầm này. Chị nào ưng mình đặt liền. 1278 sale 179k. 1278 sale 179k. Em chỉ còn size M với size L. Nhưng mà 40kg đến tầm 60kg, thậm chí là nhiều khi á 62kg gì đó mình cũng được luôn á. Đầm này là co giãn rất tốt. Và cái độ bo ở đây nè, nó êm cực kỳ nha, nó không hề gây khó chịu, không hề bị cắn cái da của mình đâu. Đầm này em sale 179 luôn. Cái này em còn cho mình là cái màu hồng này nữa là 1277, 3 cái size L em sale luôn, chốt luôn 179 nha, 1277 luôn. Dạ 1295. Để tí nữa mấy bạn kiểm tra, mấy bạn xem báo mình lại luôn chị An Minh nhá. 1278 ok chị Hoa Trần. Chị Hoa Trần lấy luôn cho em, mình nhắm cho em cái size L luôn nha chị nha. Đầm này là hết size XL là cứ lấy xuống size M mặc ok, bao vừa. Em bao vừa cho các chị mình luôn. Coi giãn nhiều lắm. Rồi, cái màu hồng này là 1277 nè. Để em báo giá xả luôn, 179k nè. 179k, mã này là 1277, dạ 49kg vừa size 1295 hết size M chị Xuân Hải ơi. Rồi, hết 2X luôn mẫu này rồi chị ơi, còn size L thôi. Size L này là thì tầm khoảng 60kg trở xuống vừa, giá sale 179 luôn nha. Hai cái này em xả hàng hết luôn. Hai này em xả hàng hết cho các chị mình nha, phải em bao đẹp thiệt. Em nói thiệt cái mẫu đồng này là xuất sắc luôn á. Các chị nhìn cho em cái chất nè. Cái này nhìn bên ngoài là đẹp hơn ở trên like. Nhìn bên ngoài là đẹp hơn trên like rất là nhiều luôn á. Đó, các chị nhìn thấy chưa? Nè, hai lớp nè. Lớp lót nè, đẹp lắm. Trời ơi, các chị nhìn cho em là tem mạc nhãn mát đầy đủ nha. 179 ra. Chị Ngọc Hạnh 1277 ok. Rồi hàng em mặc like sao do vậy à? Êm lắm. Cái nó nè, cái lớp ở bên trong nè, các chị thấy nè, nó êm lắm. Nó không hề gây khó chịu đâu nha cả nhà, không hề bị gắn vô cái làn da của mình đâu. Đầm này là co giãn luôn nên là các chị tầm khoảng 60kg trở xuống ok, nhiều khi băm trên 62kg trở xuống ok luôn. Giá em sale là 179k nha. Trời ơi, em sale cái đầm này thấy sót một ghê ấy, tại vì cái đầm này vải đẹp lắm. May rất là tốn vải mà vải là vải cao cấp luôn. Mà giờ em sale còn có 179, đáng lẽ bình thường mọi người mua toàn là 299k không à. Giờ em sale có 179 thôi, chị nào vừa mình chốt liền luôn nha. 179k, 1278 và 1277. Cái màu đậm này là 1278 nè. Còn cái màu hồng này là còn là size L, mã là 1277 nha. Em chốt là 179k thôi nha cả nhà. Rẻ lắm luôn á, thật sự. Rồi chị nào mình lấy đặt liền luôn. Nhanh tay nha cả nhà ơi. Xong chưa các chị nè? Bây giờ em sẽ lên mẫu đậm khác cho các chị mình luôn. Trời ơi, đẹp. Đẹp lắm luôn nè. Em còn mấy cái em xả luôn nè. Cầm luôn đi ha, khỏi em mặc đi. 1208. Trời ơi, đẹp chưa? Còn có mấy cái à, em xả luôn à. 1208. 5 cái size L. Mọc màu bò à, chị rồi đợi em một xíu nha. Cái này em còn đúng 5 cái size L. Chốt xả hàng luôn nha cả nhà. 1208. 159 thôi. 1208 100. Thôi 149 thôi. Xả luôn nha. 149k đẹp vô cùng. Tại vì còn có 5 cái thôi phải chốt giá này nha các chị, chứ nhiều là không dám chốt giá này đâu. Bình thường bán là 299 không á. Giờ còn đúng 5 cái sale cho các chị giá tặng luôn. 1277 chị, 1278 ok chị An Minh. Rồi các chị ơi. 149. Đúng 5 cái size L cuối cùng. Đúng 5 cái size L cuối cùng là hết sạch sành xanh luôn. 1208 và kèm số điện thoại cho em, lụa mango cực kỳ êm mềm và mịn. 149k, 5 cái cuối cùng size L. 1208 chốt luôn nha cả nhà. Có túi. Có túi nha. 1208 nha, 149k. Nền xanh cạnh kẻ.
Nền xanh cạnh kẽ hả chị? Mẫu nào nhỉ? Mẫu này mặc rồi chị, cái này là 1237 nè chị. Cái này 1237 119k nè, còn XL với 2X em xả 119 nè. Rồi chị nào lấy đặt luôn 1237 nha, 119k 1237. Và 208. Ok chị Thiên Ngọc nè, chốt luôn. Còn xe mẫu này còn XL 2X 1237 xả hàng 119k nha cả nhà. Hay là cái này? Cái này là 1249 là để mặc luôn nha. 1208 chị Lê Võ ok. Và 208 còn hai cái nữa nha cả nhà. Ai lấy mình đặt luôn nha. Chốt liền nha cả nhà ơi, chiếc hàng em gần hết rồi. Rồi bây giờ em tiếp tục lên thêm một mẫu đồng nữa nè. Chia sẻ like dùng em luôn trên tường nhà vào nhóm nha các chị. Mẫu đồng tiếp theo em mặc đây. Cái size nó hơi bị to. À khoan khoan khoan, để ở đây em có cái size nhỏ này. Đợi em vài giây nha. Em mặc cái khác cho các chị nè. Rồi 1249. 1249 mẫu này. Rồi ok. Đây chị Kim Dung nè. Bộ khoan, hết size rồi. Cái này hết size, size M rồi. Còn size L, XL với 2X nè. Mẫu đầm này mặc thử. À chết rồi em quên mất tiêu. Em bị quên mất tiêu chị. Đợi em lỡ rồi em mặc cái này em qua màu bò liền luôn nha. 1249. Mẫu này em còn một cái size M. Ok, một cái size L và còn lại là XL với 2X em xả luôn nè. Xả luôn nè, 119k mẫu này. 119k mẫu đầm này nha cả nhà ơi. Mã này là 1249 em xả kho luôn 119k. 1249 kèm số điện thoại liền cho em nha các chị ơi. 1249 kèm số điện thoại luôn 119k thôi. Giá rẻ hết hồn luôn. 119k mẫu đầm này mã 1249 em còn cho mình là một cái size L, còn lại là XL với 2X nha. Mẫu 208 em hết size M rồi, em chỉ còn size L thôi chị Nhung Nguyễn ơi. Rồi, mẫu đầm này của em là 1249 em xả luôn 119k. 119k mẫu đầm này nha các chị ơi. Von xanh dương. Von xanh dương em mặc rồi luôn chị. Mẫu này hả chị? Mẫu này là 1308 sale giá 299. Mẫu này là 1308 sale giá 299k, 1308 nha. Đợt này thì hơi nhiều mã nên là nhiều khi các chị quên mã, các chị chụp màn hình lại giúp em nha. 1308 299k. Rồi bây giờ các chị ơi, mẫu đầm này của em nè, 1249 nè. Ok nè, 1249 cho chị Kim Thơm nè. 119 thôi, ngày hôm nay sale rất là rẻ luôn rồi nha cả nhà. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt liền luôn. Lấy mẫu này các chị đặt liền luôn dùng em nha. 119, 1249 cho chị anh chị Âu Hải nè, 119k. Cái này còn mà size L một cái, còn lại là XL. À size L chị Kim Thơm cũng đặt rồi, vậy là còn XL với 2X thôi. Cháy hàng size L luôn. Rồi còn XL với 2X thôi, sale luôn nha. Sale luôn cho nhà mình là 119k, 119k mẫu đầm này chị nào lấy lên đơn nha. Mã này là DA124. Hôm nay cái điện thoại này nó sao nó cứ chập chờn. Rồi, ok. Rồi bây giờ cả nhà ơi, chị nào lấy đặt liền nha. Em hết size L rồi, em còn XL với 2X nha cả nhà. 119k mẫu đầm này, mã này là 1249 chị Hương Nguyễn. Rồi, ok chị nè. Chị Hương Nguyễn ơi, có số điện thoại chưa? Nếu chưa mình bổ sung nha. Có rồi thì khỏi ạ. Đầm này 119k, mã này là DA1249 nha cả nhà. Cái chết này em bao mát luôn, co giãn cho các chị nè, thoải mái luôn. Rồi em chốt sale luôn cho mình mẫu đầm này là giá chỉ có là, chỉ có giá là 119k mẫu đầm này ạ. 119k, 1249 nha. Rồi em qua nhanh mẫu này luôn nha. Em qua nhanh mẫu này luôn, ai lấy mình đặt liền luôn ạ. Tiếp tục em chuyển qua thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo nè. Rồi chị nào mình lấy đặt liền luôn. Đây đầm màu vàng bò. Đầm màu vàng bò chốt sale luôn cho cả nhà nha. Đợi em vài giây nha. Lên đầm vàng bò cho cả nhà sale luôn nè. Mã đầm này là 1290, tông màu vàng bò rất là đẹp. Và mẫu đầm này á, thực sự luôn bình thường á, các chị mua giá 299k là em thấy còn rẻ luôn á. Tại vì hàng này rất là chất lượng. Nhưng mà hôm nay cũng là lẻ sai rồi, sale luôn còn 259 thôi. Mã này là 1290 nha. Em còn 3 cái size M, 8 cái size XL với lại em còn 13 cái 2X là hết. Em sale luôn còn 259. Cái này nó có màu đỏ đô nữa nha. Ồ đỏ đô đâu ạ? Đây.
cầm 2X luôn rồi, kệ nha cả nhà. Em cầm size 2X luôn à. Hơi to. Em cầm thôi chứ không mặc được rồi. Đỏ đô. Cái này còn 2 size XL với 2X nha. Em đang cầm cái này là 2X nè. Đầm này là một xanh ngọc bông hồng. Em mặc rồi, em không mặc lại. Chị ơi, chị tí nữa nha. Like sẽ lưu lại, mình có thể xem lại để đặt được nha chị Nguyễn Thị Ngọc nha. Cái mẫu đó là 1258, em sale là 119 thôi. Đâu rồi? 1258 119k mẫu này nè. 1258 119k nha. Tí nữa mình xem lại giúp em rồi mình đặt hàng giúp em nhé. 119k 1258. Rồi các chị ơi, đầm này nha, màu đỏ đô nữa nè. Đỏ đô là 1296 nha. 2XL. Ok. 2XL 86 đến 88 triệu xuống vừa luôn. Hai mẫu này là 2XL 86 đến 88 triệu xuống vừa nha. Đẹp lắm, chất lượng cực kỳ. Cầm cái đầm thôi là thấy là xịn sò luôn rồi. Màu đỏ đô là 1296, còn XL với 2X. Còn cái màu vàng bò em đang mặc là 1290 thì còn cho mình size M, XL với 2X. Sale với giá là 249k. Ở 259k. 259k nha cả nhà nha. Rồi chị nào mình lấy đặt liền giùm em, nhanh tay nha cả nhà ơi. Eo là, hồi nãy em đo eo bao nhiêu? À, eo 86 đúng không? Tự nhiên bị quên. Rồi bây giờ chị nào lấy đặt liền 259k, hàng em bao chất lượng nha, đẹp từng cái đường kim mũi chị luôn, vậy nè, tuyết mưa. Loại 1 dày dặn luôn. Rồi, eo 86 đến 88 luôn. Eo 86 đến 88 chịu xuống vừa. Giá em sale là 259k mẫu này. 259k nha cả nhà, hàng em bao chất lượng luôn. Ê, 259k. Rồi ai lấy mẫu này các chị đặt liền dùm em nha. 259k mẫu này. Rồi ưng mẫu nào các chị đặt liền. Đứa vợ ơi, đứa vợ đây, đây nè. Bay lên đó nằm đi, để nó ngủ nha, ngủ xíu nữa về nha. Rồi bây giờ chị nào lấy đặt liền cho em nha. Màu vàng bò là 1290, màu đỏ vừa nãy là 1296, em sale là giá chỉ có 259 thôi. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu khác nha. Bay lên đó nằm đi. À, ra đó nằm đi. Ra đó nằm ấy. Rồi, chờ em một chút xíu nha. Em lên cho mình một cái đầm sơ mi nè. Ai lấy mẫu nào, các chị mình đặt hàng cho em luôn ạ. À, mã với số điện thoại liền nha. Ngày hôm nay em sale toàn tập luôn nha cả nhà. Mẫu tiếp theo nè. Trời ơi, đầm này đẹp nha. Đầm này đẹp nha cả nhà ơi. À, dạ. Nếu mà có thể là mấy bạn sẽ cũng đang gọi điện chốt đơn cho cả nhà mình luôn á. Nếu có thể thì mình nghe luôn. Hoặc nếu mà chị nào muốn dồn đơn thì các chị cứ kêu là em đợi chị xíu nữa chị đặt thêm. Rồi, cái màu nâu hai nhí kế đầm màu xanh đó. À, đây, mẫu này em mặc rồi luôn. 1307 sale giá 299. Siêu phẩm đó nha các chị, không đùa được đâu. Mẫu này bán rất là chạy. 1307 sale giá 299k. Chị nào ưng đặt liền 1307 299 nha. Rồi các chị ơi, mẫu đầm tiếp theo này là DA1279. Mẫu này là phải nói rồi. Đầm này là em phải nói là em may mấy đợt hàng rồi các chị, cả nhà ơi. Và đến bây giờ vẫn rất là chạy luôn. Đầm này là DA1279 nha. Và nay 1279 này em còn có đủ size đó, nhưng mà ít thôi. Rồi em lên chương trình sale lớn luôn nha cả nhà. Mẫu đầm này nè. Giá bán bình thường là 299k. 1279 chút luôn. 199. Chất lượng luôn, 199k. Nói thiệt luôn, các chị nên mua mẫu này. Thật sự đây là một cái giá em cũng mới báo cho bộ phận tư vấn viên thôi. Đây là một cái giá mà rẻ nhất từ trước tới nay luôn. 199k. Cam kết hàng chất lượng, phải bao đẹp luôn, có túi luôn. Chất này êm lắm, mềm mát, co giãn và không bị nhăn nhỏ. Sale luôn trên line này cho cả nhà 199.000 đồng. Rồi chị nào mình lấy mẫu này đặt liền luôn. 1279 và kèm cho số điện thoại nha. 1279 và kèm số điện thoại, em chuyển hàng chị sai. Lên đơn liền dùm em nha. 199k mẫu đầm này. Lên đây kia ngủ đi. Ngủ đi đấy vợ. Ngủ đi. Rồi chị nào ưng đặt liền dùm em nha. À, nằm đây đi.
Em ngủ đi. Làm đó đấy. Các chị ơi, mẫu này là 1256 99k nhá. 1256 em không biết còn nữa, chắc cũng còn mấy cái đó. 99k. Rồi, các chị ơi, đầm này của em nè. Mã này là 1279 nha. 199.000 đồng luôn, sale cực kỳ là rẻ cho các chị nha. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn. À đây em cho mình xem đằng sau, phía đằng sau dây khóa kéo nè. Phía đằng sau dây khóa kéo cho các chị, hàng là trộn sóc vải đẹp luôn. 40kg, 65kg vừa. Size M, eo tầm 74 ấy. Eo 72, 74 trở xuống vừa cả nhà. Ủa, trời nãy giờ em like mà, em like đam mê quá. Em chưa uống nước luôn các chị. Nãy giờ like bao lâu à? Tiếng rưỡi đồng hồ chưa uống nước luôn. Ok, 1279 chị Huỳnh Hiền nha. 199k mẫu này. 199k mẫu đầm này, để kiếm cái đầm 99k cho cả nhà xanh coi nè. Nó đâu rồi ta? Ai lấy mẫu nào các chị mình đặt liền giùm em nha. Đâu rồi ta, sao không thấy đâu. Để em lấy cái khui cái khác đi. Một hai bảy chín dồn đơn chị Huỳnh Hiền rồi. Ok chị, này cả nhớ cái đầm này 99k này. Tên tính tên một cái đầm mà eo bo chun nha. 99k mẫu này, mã này là 1240, còn 3 size thôi. Size M, size L và size XL cũng còn mấy cái thôi. 99k luôn. Eo bo chun là thoải mái rồi đó. Nếu mà hết 2X á, bình thường cái chị nào mặc 2X á, cứ chuyển xuống XL mặc, em bao vừa. Tại vì phần eo có co giãn rất là nhiều. Đó, cả nhà thấy chưa? Và chất này là chất tôn lụa mềm êm mát, không có sợ bị nhăn nhầu đâu cả nhà. Đó, cái chị thấy cái đầm em mới khui ra, rất là ít nhăn luôn nha. Cái này nè, à, cả nhà thấy chưa? Cái vải nè, không có nhăn nhầu luôn. Vải mềm mát cho các chị. Rồi, 99k em đầm này. Form đầm sát nát nha. Eo bo chun và dài tới tầm ngang bắp chân như thế này. Mã này là 1240 99k. 1240 99k, 40kg 60kg vừa. 40kg đến 60kg vừa treo mẫu này nha. 99k treo đây nha cả nhà. Chị nào vừa đặt luôn 99k thôi, rất là rẻ nha. Mã này là 1240 99k. Đó, 99k thôi. Hôm nay lại các chị chốt liền nha, kẹo hết á. Cái này có mấy cái mẫu size thôi, 99k mẫu đó. Rồi bây giờ đầm này của em là 1279 nè, 199k đầm này. 1279 và kèm cho em xin hỏi luôn, chị nào mình lấy mẫu này nhanh tay mình lên đơn hàng liền cho em ngay bây giờ nha. 199k. Và đầm này em sẽ có cho mình từ 40kg đến 65kg vừa. Chị On Trần 1279 ok chị luôn. 1240 chị Âu Hải ok luôn. Ai ưng mẫu nào thì các chị cứ lên đơn hàng nha. Cho em cái mã số nè và kèm cho em xin hỏi em chốt đơn. 199k là mẫu này nha cả nhà. Mã này là 1279. 1240 chốt chị Phượng Hồng luôn. Nhanh nha cả nhà ơi, 1240 này là đặc biệt là size này, size gì là size L còn 3 cái thôi. Có chị nào size L không? Size L còn 3 cái thôi. Size L còn 3 cái thôi, mấy size kia cũng còn mấy cái à. Size M còn trong mình 7 cái. Size L 3 cái, size XL 12 cái. Rồi, giá em sale là 99k. Đầm body có sale chị. Đầm body nãy em có mặc cái đầm kia 99k. Mã này, mã là quên treo đây. Em có cái đầm kia kìa, 1316 ấy, 99k mà nãy mặc like rồi. Tí nữa đi, tí nữa mình xem lại like lúc mà em mặc cái mẫu đầm đó là mẫu thứ 2 đó chị. Mẫu đầm tầm thứ 2, thứ 3 gì đó là em mặc cái đầm 99k đầm body luôn. À, nha chị nha, là 99k. Hoặc là nếu mà chị thích body kiểu khác em có luôn nha, chờ em một chút xíu. Rồi bây giờ đầm này của em 1279, giá em sale là 199.000 đồng mẫu đầm này. 199.000 đồng mẫu đầm này, mã sản phẩm 1279, ai lấy mình lên đơn liền. Đầm có túi hai bên, hàng em bao chất lượng luôn nha. Nhận được hàng là ưng ý liền à. Rồi bây giờ em sẽ chuyển qua mẫu đầm tiếp theo cho cả nhà nè. Chờ em một chút xíu nha. Rồi để em lên đầm body nha. Tiếp tục em lên một cái mẫu đầm body mới của bên em. Body. Đây các chị ơi, em lên đầm body mới đi nha. Em có cái mẫu đầm này mới ra mắt nè. Em có cái đầm này mới ra mắt nè.
Đó, xem kẽ hôm nay em có mẫu mới luôn nha, chị nào thích thì mình đặt luôn. Rồi, đầm này của em nha. Đầm này của em là DA 1310. Sale giá là 299k một cái mẫu đầm nhung cao cấp, và có kèm cho mình cái cài áo ở đây luôn. Đính nút ngọc trai cho mình luôn. Rồi, chất nhung cực kỳ mịn và êm, phải có co giãn eo là nó có xếp ly nè, nó che bụng rất là tốt. Dây khóa kéo đằng sau. Đây là DA 1310. 1310 em chốt sale luôn cho mình ngày hôm nay, giá chỉ có là 299.000 đồng thôi. 299k mẫu đầm này, mã nào là DA 1310. Chị nào mình thích mẫu này các chị đặt liền giùm em. 1310 nha, siêu phẩm đó nha cả nhà, không đùa được đâu, mẫu này xuất sắc thật sự. Các chị mà mặc lên người còn ghiền hơn nữa, êm lắm luôn và co giãn nha cả nhà nha. Ngày hôm nay em sale mẫu này luôn, 299k, mã sản phẩm là 1310. 1310 và kèm trang sức điện thoại liền nha cả nhà. 1310 và kèm trang sức điện thoại luôn. Ngày hôm nay em sẽ sale luôn cho mình chỉ có 299k thôi, 1310 ạ. Chị Oanh Trần, ok em chốt 1279 cho chị nè. Rồi 1310 em đang mặc trên người. Ai lấy mẫu này các chị mình lên đơn hàng sớm giùm em. Ngay bây giờ nha, em trừ hàng luôn. Nhanh tay cả nhà ơi, em sale ngày hôm nay cho các chị mình chỉ có giá là 1299 thôi. Các chị ơi, một size M, một size L, 99k. Mã này là 1198, ai vừa chốt liền luôn nha các chị. 99k mẫu này, vải lụa hai lớp nha. Vải lụa hai lớp nha. Cổ là cổ vuông như thế này, cổ lục giác ở phía trước, đằng sau là cổ vuông. Tay cánh tiên, túi hai bên. 1310 ok chị Nguyễn Thị Thúy nha. Rồi, đầm này em sale 99 nha, em còn một cái M với một cái size L thôi nha. Đây này có túi nè cả nhà. Có túi nè. Rồi 99k mẫu này nha. 1198. Trời ơi hôm nay rẻ quá. Rồi, ai lấy mẫu này các chị lên đơn liền nha, một cái M với một cái size L thôi. 99k mã này là 1198, ai vừa đặt liền nha. Cám đang cần là cái size L, nó hơi to to xíu nha. Rồi, nhanh tay nha cả nhà ơi. 99k. Rồi, nhanh tay. Còn đầm em đang mặc là 1310 nhé. Size L L78 chiều xuống vừa. Đúng chuẩn form luôn. Size L ok, L76 co giãn là 78. Chưa co giãn là 76, co giãn rồi là 78 nha. Size L là 76, co giãn là 78 nha. Giá 99k. Đầm nhung cổ tròn hả chị? Để em xem, hình như em có một cái đầm nhung nào đó. Có luôn. Trời ơi, đẹp chưa các chị? Để em xem nha. Nhung này là 1314 nè. Ok, có size được size luôn. Rồi bây giờ em sẽ lên luôn nha các chị ơi, mẫu đầm nhung tiếp theo nha. Mẫu đang mặc là 1310 nha. 1310 em sale là 299k, ai lấy mình lên đơn liền giùm em ạ. Rồi mẫu tiếp theo nha. Em sẽ nhanh luôn nha. Chị nào mình ưng đặt liền, nhanh tay nha cả nhà. Đầm nhung tiếp theo là 1314 nè. Nhung tiếp theo là 1314. Các chị ơi, cái đầm em đang treo là 1240, em sale là 99k luôn đó nha các chị. Rồi 1314 nè. Chế độ 1198 có 2 cái. Thấy các chị đặt nhiều quá rồi, tí nữa mấy bạn kiểm tra nha. Chị nào có chia sẻ, có đầy đủ thông tin trước mấy bạn chốt nha. Rồi 1314 đầm này sale 299k, hàng cao cấp luôn. Các chị ơi, cái chất siêu đẹp nha. Nhung và có kim tuyến lấp la lấp lánh đủ màu sắc luôn. Cái này nhìn bên ngoài chắc chắn đẹp hơn trên like rất là nhiều. Và mẫu này em sale cho mình là chỉ có giá là 299k. 299k, chị nào ưng ý đặt liền giùm em. Nhanh tay nha cả nhà ơi, chỉ có 299k thôi. Chốt đơn liền nha các chị ơi. Chốt đơn liền giùm em nha. Rồi chốt đơn liền giùm em mẫu này nha. Sale với giá chỉ có 299k, vải có còn giãn. Mã này là 1314 nha. 1314, 299k. Rất đẹp luôn. Cái này là miễn chê luôn rồi đó cả nhà. Rồi ai lấy mẫu này đặt liền. Chị Giang Cẩm ơi, mình comment lại mã giùm em. Em không có mã 1978 chị, mình comment lại mã giúp em nhé. Rồi đầm này của em là 1314 nè.
M314 này em sale là 299k nha. Ai lấy lên đơn liền luôn. Các chị, hai cái cuối cùng, một cái M, một cái XL, 99k. 1254 các chị nhé. Mẫu này 1254 đầm phong chữ A, em còn một cái M và một cái XL, 99k mẫu này. Chốt liền nha cả nhà ơi. Hết hàng đó, còn ít à. 99k. 1254, một cái M, một cái XL, sale 99k. Vải la dông co giãn nhiều, mặt mát, bao mềm bao mát luôn. Cái đầm này em sale 99k, mã này là 1254 nha. Có hai cái thôi, cầm thôi chứ khỏi mặc nha cả nhà. Mặt mát vô cùng. Giờ chị nào mà hết size L rồi các chị tăng lên XL mặc cũng được nha. Còn một cái M với một cái L sale giá 99k, mã này là 1254. 99k 1254. Rồi. Đầm hai kế bên mẫu màu cam. Đầm hai kế bên à, mẫu này hả chị? Rồi ok, vậy em lên mẫu này đi. Mẫu này là mẫu mới bên em luôn nè, mẫu em sale rẻ luôn nha. Đợi em chút nha. Rồi các chị ơi, đầm này của em là 2X nữa không em? À, cái đầm 1254 là hết 2X rồi chị. Đầm 1254 chị còn size M với size XL thôi. Rồi đầm này của em là 1314 nha. 1314 em sale là giá là 299k mẫu đầm này nè. 1314 và kèm số điện thoại chị nào mình lấy lên đơn liền nha. 1314 299k đủ size. Để em lấy cái đầm 2 nha. Mình chia sẻ like dùm em luôn trên tường nhà và bằng nhóm nha các chị. Rồi mẫu đầm tiếp theo. Ơn mẫu nào các chị lên đơn liền nha các chị. Đây mẫu đầm tiếp theo nè. Đẹp lắm. Cái này là đầm phong suông nhưng mà nó có cái dây cột eo. Eo tới đâu mình cột tới đó vô. Mã này là 1315. Mẫu mới bên em nha cả nhà. Hàng em có đủ size cho mình. Đủ hàng đủ size cho các chị. Mã này là 1315. Rồi Salo 199 có cái dây cột eo. Dây này dây rồi. Mình tháo ra cũng được, mình cột cũng được. Và cột trước, cột sau tùy ý mình nha cả nhà. Đầm này em sale là 199k thôi. Hàng mới luôn nha cả nhà. Mà sale rất là rẻ, 199 thôi. Vậy này là lụa nhập và đầm này có túi luôn. Đầm này có túi hai bên luôn. 1315. 1315 và kèm số điện thoại cho em nha. 1315 và kèm số điện thoại 199k. 1315 và kèm số điện thoại sale 199k. Đầm có túi nè, có co dễ nè, chất em bao mềm bao mát luôn. Đó, các chị thấy chưa? Dây nè, cột trước cột sau đều được nha cả nhà. Giá em sale hôm nay là chỉ có là 199, mã này là 1315. 1315 và kèm số điện thoại cho em luôn. 1315 và kèm số điện thoại cho em nhanh tay nào cả nhà ơi. Chốt luôn với giá chỉ có là 199k thôi. Tiếp tục em lên xả đồ bộ nha các chị. Đồ bộ cả nhà ơi, đồ bộ nha. Mẫu này 1260. Còn đủ size nhưng mà size M còn đúng một bộ, size L còn 4 bộ, còn mấy size kia tầm cũng còn mười mấy bộ. Mã này là 1260. 89k luôn. 89k mẫu này, bộ này nha, 89k, mã này là 1260. Có mẫu này nữa nè. Có cái màu này nữa, màu đen, 1259. 1315, ok chị Hương Nguyễn chốt luôn. Có 1259 màu đen nữa nè. Còn 7 bộ size XL với lại 5 bộ size 2X xạ luôn là 89k bộ này nha. 89k bộ này. Rồi, màu đen là 1259 nha, đồ bộ quần dài nha. Quần dài tới cổ chân rồi nè. Nó có túi luôn, hôm nay em xạ có 89k thôi. Đó, mẫu này là 1259. Bộ này là 1259 nè. Bộ màu vàng này là 1260 nè. 89k bộ thôi ngày. Bộ này bình thường các chị mua phải là 239k đó. Mẫu này các chị bình thường mua là 239k nên em xả luôn 89k thôi. Trời ơi lỗ vốn luôn. Hai màu nha cả nhà. Màu đen 1259, màu vàng 1260. Xả hàng 89k một bộ. 1201 hả chị? Còn luôn chị ơi, để tí nữa em lên cho. Rồi các chị ơi, 1260 mẫu này, 89k bộ này. 1260 chị Thanh ok nè. Chị Thanh có số điện thoại cho chị nếu chưa mình bổ sung luôn nha. 89k một bộ. Không, mình lấy luôn hai bộ mặc này nha. Trời ơi, rẻ lắm, 89k một bộ thôi.
Bình thường mua phải là 239, bây giờ em xả luôn 89k. 1259 là mẫu màu đen này nè. 1260 mẫu màu vàng, họa tiết của nó là họa tiết hoa cúc họa mi này nè. Đó, chất vải lụa mango em bao mềm bao mát, không nhăn nhầu nha. Không hề nhăn nhầu luôn. Rồi 89k một bộ thôi nha cả nhà. Ai lấy mình cứ lên đơn hàng cho em ạ. Màu đen là 1259, màu vàng là 1260. 89k một bộ, nhanh tay nha cả nhà. 1259 ok chị Giang Cẩm 54 kg, mình lấy size XL được luôn nha chị nha. Mình lấy XL mặc luôn, hết size L thì cứ sang hai size XL mặc. Tại vì đồ bộ này nè rất là thoải mái và có cái dây eo là thun nên là các chị mặc tăng size lên được luôn. Rồi 89k một bộ thôi. 1259 màu đen, 1260 màu vàng. Quần dài nha, quần dài tới phần cổ chân của mình ấy. Và quần là có lưng thun, và lưng thun bản tầm 3-4 xăng gì đó, với là có túi nè, túi hai bên luôn nha. Rồi 89k một bộ, màu vàng 1260, màu đen là 1259, 89k một bộ nha. Chốt liền luôn nha cả nhà ơi. Chốt liền dùm em nha, em có bộ lượng này nè. Em có bộ lượng này em xả luôn là các chị 69k luôn. Ok chị Âu Hải nè, hai mẫu luôn. Các chị em có 1239 này nè, em lỗ luôn nha. Lỗ cực kỳ nặng luôn, nhưng mà tại vì em còn có size M thôi. Còn cái size M thôi nên em chấp nhận sale giá này luôn đi, sẽ tặng cho các chị mình thôi. Cái này em sẽ tặng cho các chị mình thôi chứ thật sự là lỗ luôn á, size M à. Rồi bây giờ chị nào hết size L các chị giảm xuống size M mặc được. Tại vì cái form này là cái áo nè, các chị thấy cái form áo rộng không? Nên là mình mặc thoải mái. Chị nào bình thường mặc size L giảm xuống size M mặc vẫn ok. Mã này là 1259 em xả luôn là 69k nha. Chị chính trần hai mẫu ok luôn. Rồi cái mẫu này là 1239, em còn cho mình là 12 bộ size M. 12 bộ size M thì chia đều cho hai size là size M, size L đi. Tại vì cái mẫu này thoải mái cực kỳ nha, có co giãn luôn nên là dễ mặc lắm. Có túi luôn nha, chất vải tôn lụa mặc mát và không nhăn nhầu. Nãy thì các chị cũng thấy em khui một cái đầm tôn lụa ra từ trong gói hàng ra là các chị thấy không có bị nhăn rồi, là các chị biết rồi ha. Vậy này không nhăn đâu. Và bây giờ nha, 40kg tầm 55kg vừa, giá em xạ là 69k, mã này là 1239. 1239 quần lửng nha. Form này form lửng nè. 69k bộ này lỗ luôn. 69k bộ này, mã này là 1239, chị nào ưng đặt liền. 69k thôi nha. 1239 kèm số điện thoại luôn, chị On Trần lấy 1201 size L nè. Rồi mẫu này chị nào ưng đặt liền 1239, 69k lỗ vốn nè. Trời ơi rẻ lắm. Còn có 12 bộ cuối cùng em xả luôn tặng cho các chị giá 89k nha. Chị lưng thun bạn tầm 3 xăng, 2-3 xăng gì đó, 3 xăng ấy, túi hai bên. Vải này mịn êm và mặc mát, 69k mã 1239, tầm 40kg đến tầm 65kg vừa. Nhanh tay nha cả nhà. Body 99k luôn. Cái này là còn mấy cái thôi, khỏi mặc nha cả nhà. Chất lệ luôn, kéo hết nha các chị. 1232. Ủa 123. Cái gì ta? 1232. Ủa cái mã gì ta, em quên mất tiêu rồi. Rồi chị Huỳnh Hiền ơi, mình lấy size M nha chị Huỳnh Hiền nha. Cái mẫu đó bình thường hết size L mình chuyển xuống size M mặc vẫn được. Hết size M chuyển xuống size L mặc vẫn được đối với 1239, tại vì form của nó là cái áo dạng giống như free size cả nhà, nên là rất là dễ mặc nha. Các chị giảm xuống size M đối với 1239 giúp em nha. Nè cả nhà, bộ này nè, nó như thế này. Mã này là 12. Ủa không lẽ không còn sao ta? Em thấy hệ thống hết rồi. Ủa mình comment, mình ghi đúng mã mà. Vậy là còn đúng một cái size M sao ta? Rồi đúng một cái size M thôi, 99k luôn. Tưởng nó còn nhiều. Tưởng nó còn 2X cơ chứ. Còn đúng một cái M 99k nha cả nhà. Hết rồi các chị ơi, 1232. 99k mẫu nào đầm này nha. Một cái cuối cùng 99k. 1232 nha. 1232 99k mẫu này. 1232 nha, size M nha. Cái form này nó hơi nhỏ nha các chị, tầm khoảng là 47kg trở xuống vừa thôi nha. Mẫu này 47kg trở xuống vừa thôi nha cả nhà. Rồi 99k 1232 nè. Rồi bây giờ em tiếp tục qua mẫu khác nha. Mẫu này là 1315 nè, 199k, chị nào ưng đặt liền nè. Dạ mẫu này em đủ size chị, mẫu này mẫu mới và sale rẻ luôn là 199. Mã này là 1315 nha. 1315 và kèm số điện thoại. Đâu 1201 đâu? 1201 nè. Rồi còn size M. 1201 em còn size M nha cả nhà, không phải còn size L mà còn size M nha. 1201 em xả luôn là 99k đi.
99k luôn, 1201 nè. 1201 còn đúng hai cái size M 99k luôn nha. Đầm có túi luôn, đẹp lắm. Rồi, đầm này 99k mã 1201 nè. Chia sẻ chưa cả nhà? Nhớ chia sẻ like dùm em để em chốt đơn nha. Dạ còn một cái nữa không? Mặc được chỉ hơi tơ, em mặc lên là bây giờ đã hết hàng luôn rồi. Rồi, 99k 1201 ạ. Còn hai cái thôi, hai cái size M 99k, eo tầm 72 73 trở xuống vừa. Rồi, đầm này của em là 1315 nha. Đầm này là phong suông nên là các chị tầm 40kg, 65 hoặc 67kg cũng được. Và có dây cột eo, dây rời, cột trước, cột sau đều được. Dáng sao là 199, mã này là 1315. 1315 và kèm số điện thoại cho em nha. 1315 và kèm số điện thoại cho em nha. 1315 và kèm số điện thoại 199k đối với mẫu này nha. 1315 199k. Rồi, tiếp tục em chuyển mẫu khác cho cả nhà mình đây. Ai lấy mẫu nào các chị lên đơn sớm giùm em ạ. À, để em lên cái mẫu đầm này đi. 1305. 1302. 1302. Hàng mới như sale sốc luôn, 159k. Giờ nó còn có một cái size M với lại còn XL với 2X thôi. Có 159k thôi nha cả nhà. Mã này là 1302, đầm có túi hai bên. Phía đằng sau là có dây khóa kéo nè các chị. Đó, đầm này của em là 1302. 159k mẫu này, 1302. Rồi, ai lấy mẫu này các chị lên đơn liền. Các chị ơi, 99k mẫu này còn này nha. Chị nào ưng đặt luôn nha. 1240 99k, 40kg 65kg vừa nè. 99k mẫu này nha, 1240 99k nha. 40kg đến 65kg vừa, ai lấy mình lên đơn. Mẫu này là 1240 nha. 1240 kèm số điện thoại cho em. Đầm này là 1302. Đầm này còn một cái M và còn lại cũng chỉ còn là XL với lại 2X mà thôi. 1302 sale luôn 159.000 đồng. 159k mẫu đầm này, mã sản phẩm là 1302. Ai lấy mẫu này lên đơn nha cả nhà. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn luôn nha. Mẫu này em chốt luôn là 159 thôi. 159k thôi. Đầm này của em mã là 1302. 1302 lụa mango êm mềm mát và có co giãn từ 40kg đến 65kg vừa. Chị nào mình thích mẫu này cứ lên đơn hàng. Phải bao đẹp luôn. Không đẹp không lấy tiền luôn. 159.000 đồng. Chia sẻ like dùm em nha. Các chị ơi nhớ chia sẻ 99k là phải có chia sẻ nha. Không chia sẻ là không chốt được đâu. Mẫu này là gì ta? Quên mất tiêu mã rồi. Tại sao 99k không nhớ mã? Các chị ơi chia sẻ dùm em, chị Thanh Ta nè. Ok chị nè. À, không có 3X chị, em có size XL trở xuống mẫu đó thôi. Thì 65kg mình lấy XL mặc vẫn được nha chị ơi. Rồi đầm em đang mặc 1302. 1302 em đang mặc cho người chị nào lấy đặt hàng sale giá là chỉ có là 159.000 đồng mẫu này. 159k mẫu đầm này chị nào lấy đặt liền dùm em nha. Để em xem lại cái đầm suông kia là mã gì nha, em sale luôn cho nhà mình. À, rồi ok. Các chị ơi chuẩn bị lên 99k tiếp nha, có chia sẻ mới lên đơn được nha. Không chia sẻ là không chốt được đâu. Chia sẻ chưa cả nhà ơi, tiếp tục nè. Nhớ là 99k là mình gộp đơn hàng giúp em nha. Đầm này tầm khoảng chắc tầm 50 size M. Mà cái form này cũng dễ mặc á, tầm khoảng 55kg trở xuống cũng ok đó cả nhà. Có túi luôn, 99k một cái cuối cùng. Một cái cuối cùng mã là 1228, đẹp lắm. 99k mẫu này nha. 128 99k có túi luôn, 99k 128, lệ luôn cả nhà ơi. Tốc độ có đúng một cái thôi, chia sẻ like là được chốt. Đầm phong suông 128. Rồi em đang mặc 1302 159k, chị nào mình lấy đặt liền giùm em. Nhanh tay nha cả nhà ơi. Rồi, đầm này em sale nhé. 159k đầm này chị nào ưng đặt liền. Rồi bây giờ em qua mẫu tiếp theo nha. Qua mẫu tiếp theo nha cả nhà. Ơ mẫu nào các chị lên đơn luôn nha.
Rồi mẫu này còn hai size xạ hè vô nè. Mẫu này còn hai size và em cũng đeo mặt size lớn này các chị. Nó hơi to nha. Rồi em còn XL với 2X thôi ạ. À. Xả luôn mẫu này đi. 119k luôn. Mã này là 1223. Ôi trời, một cái size XL, 6 cái 2X thôi. Rồi các chị ơi, chốt lệ nha. Một cái XL và 6 cái 2X nha. À không, ở đây một cái nữa, vậy là hai cái, được hai cái XL. Được hai cái XL với lại 6 cái 2X em xả luôn. 119k mẫu này. 119k mẫu này, chị nào lấy đặt liền luôn. 119k mẫu này nha, các chị chốt lệ nha, cái này không có nhiều nên sẽ mặc nhanh nha. 119k mẫu đầm này, chị nào lấy đặt liền. Mã này là DA 1223. 123 119k. 123 119k nhanh tay nào cả nhà ơi, 119k mẫu này. Có túi luôn, có co giãn luôn, chất này là chất lụa hè nha cả nhà, 119k mẫu này. 123 nha, qua nhầm luôn đi cả nhà, cái này không có nhiều. Em chốt nhầm nha, 119k. Rồi chốt liền nha các chị ơi. Mẫu tiếp theo nè. Mẫu tiếp theo lên cho mình một cái đầm Omari đuôi cá đi. Đây, đầm tiếp theo lên luôn. Mã này là gì đây ta? 1269. Trời. 1269. Xả nhanh luôn. Các chị nè, 1269 nè. Các chị lên đơn liền kẹo hết nha. Em chốt sale giá rẻ luôn. Đầm này giá bán bình thường 299, bây giờ em xả luôn nè. 1269 này. 159k mẫu đầm này. 159k. Mẫu 269 có hai màu. Màu xanh nữa. Xanh là 1270. Xanh 1270 nha. Vàng là 1269 hai màu. Xanh 1270, vàng là 1269, sale 159k luôn. Rẻ chưa cả nhà? Chốt lệ nha cả nhà ơi. À, không thấy trả lời hả chị? Chắc là tại vì bây giờ hơi trễ đó. À, chắc mấy bạn để mình, nếu mà mấy bạn chưa kịp trả lời, ngày mai mấy bạn sẽ chốt cho mình nha. Dạ, ngày mai nếu mà không kịp tối nay thì ngày mai mấy bạn sẽ chốt cho mình luôn ạ. À, mẫu nào chị? 99k mẫu nào chị ơi? Tại vì nãy giờ em lên nhiều mẫu lắm rồi chị Nguyễn Thị Ngọc ơi, mình muốn xem mẫu nào, mình xem lại hay sao chị ha. Rồi mẫu này của em nè, 1269 màu vàng và 1270 là màu xanh. Hai mẫu này em sale đồng giá luôn, 159k, form cực kỳ đẹp, chuẩn form luôn. Mà cái đuôi cá này là đo vạt xéo. Các chị ha, bước đi nhìn rất là duyên dáng. Và các chị mình đứng lên ngồi xuống đi lại không có bị chật chội, không bị khó chịu luôn. Rồi mẫu này em sẽ sale luôn ngày hôm nay là 159k thôi nha cả nhà. Chị nào mình ưng đặt liền luôn cho em nha. Chị nào ưng đặt liền luôn cho em là các chị. 1269 màu vàng và 1270 là màu xanh. Có 159 thôi và 40kg đến 65kg vừa luôn nha các chị. 40kg đến 65kg là vừa, ai lấy mẫu nào các chị đặt liền nha. 159k thôi ạ. 159k thôi, 1269 là màu vàng, 1270 màu xanh, 159k đủ hàng và đủ size. Trong tầm từ 40kg đến 65kg vừa luôn, chị nào ưng ý lên đơn hàng nha các chị. Ưng ý mình lên đơn hàng liền dùm em luôn. Đó, chị Nguyễn Thu đã chia sẻ chị rồi, cảm ơn chị, các chị nhớ chia sẻ nhiệt tình giúp em nha. Rồi 1269 màu vàng, 1270 màu xanh nha. Ở đây nó có nút ngọc trai nè. Form chuẩn eo là cứ ngang cùi chỏ tay giúp em nha. Bên em lên đúng form rồi. Các chị đo chính xác giùm em để bên em tư vấn size đúng cho các chị. Rồi 159k hai mẫu này. Mã này là 1269 và màu xanh này là 1270. 159k. Mẫu em mới mặc cổ ren là 1223 chị ơi. Mẫu vừa nãy mặc là 1223 màu tím đúng không? Mẫu này nè. Mẫu này vừa nãy mặc là 1223 em sale là 119k chị. Mã 1223 chị đặt hàng cho em là 1223 kèm số điện thoại nha. Đây, 1223 màu tím. Sale là 119k em xả hàng luôn rồi, rất là rẻ nè. 119k. 1223 119k nha. Ai lấy mình lên đơn luôn 119k nha. Rồi, cái chị ở nhanh tay nè. Rồi đầm em đang mặc trên người nè. 1269 màu vàng, 1270 màu xanh là sale với giá chỉ có là 159.000 đồng nha.
từ 40kg đến 65kg là vừa, chị nào ưng ý đặt liền luôn. Nhanh tay nhanh tay cả nhỏ, 119k 1270 ok nè chị Lương Nguyễn nha. Rồi những chị nào mình ưng mẫu nào cứ đặt hàng luôn, ngày hôm nay là sale bất chấp luôn nha các chị. Rồi tiếp tục nè, em lên thêm một mẫu đầm nữa sale rẻ cho cả nhà mình nè. Chị nào mình lấy mẫu nào cứ đặt hàng cho em luôn, là mã nè với số điện thoại cho em nha. Nhanh tay lên cả nhà ơi, mẫu đầm tiếp theo nha, sale luôn cho mình cái đầm này nè. Mã tiếp theo là 1242, để em vài giây nha. Đây các chị ơi, một cái mẫu đầm này nữa nha, em cũng không còn size nhỏ nữa rồi, em còn size lớn thôi. Em xả hàng luôn 119 luôn. Ủa không, cái đầm này còn 3 cái size M các chị nha, còn 3 cái size M nữa nha, với lại còn lại là XL với 2X rồi. Mã đầm này là 1242, viền ren đóng nút ngọc trai xung quanh, chất vải lụa hàng mặc rất là mát, có co giãn luôn. Rồi chốt sale xả hàng 119k mẫu này luôn, mã này là 1242 và kèm cho điện thoại nha. 1242 và kèm điện thoại luôn nha cả nhà ơi. 1242 và kèm điện thoại chốt xả hàng luôn 119k mẫu này. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn liền nha. Đầm này em có túi luôn, có túi hai bên luôn. Rồi các chị ơi, 1242 là 119k. Ba size luôn á nha cả nhà. Size M nè, có size M còn 3 cái, còn lại là còn XL với 2X, em xả luôn là 119k, mã này là 1242. 1242 và kèm số điện thoại cho em luôn các chị ơi, form đầm này dài qua gối như thế này và có co giãn cho các chị mình luôn. Em chốt sale ngày hôm nay với giá chỉ có là 119k thôi nha. 119k mẫu đầm này rồi. Chị nào mình lấy mẫu này các chị lên đơn liền. Mã này là 1242, 119k, rẻ quá chừng. Rẻ quá chừng rẻ luôn. Rồi, nhanh tay nha cả nhà, chốt đơn liền giùm em. 1242, 119. Các chị ơi em có zoom, zoom dài. 79k. 1282. Đủ size luôn và mỗi size còn mấy cái cuối cùng. Chốt luôn 79k. Form này form dài tới phần cổ chân, có túi hai bên, hai lớp nha các chị. Cái này có hai lớp nha. 1242 chốt chị Huỳnh Liên luôn. Rồi các chị ơi, 79k mẫu dung này luôn, quá rẻ luôn các chị. Ai lấy mình lên đơn liền à? 79k mẫu dung này. Mã này là 1282. Nhưng mà dung này form hơi nhỏ nên các chị tăng lên cho em 1-2 size, tăng lên 2 size cũng được. Nếu mà chị nào muốn chắc một xíu các chị tăng lên 2 size cho em nha. Rồi mẫu này 79k luôn, mã này là 1282 dung. Dung nha cả nhà ơi, em có cho mình mẫu này nữa, họa tiết sọc với lại họa tiết thổ cẩm nữa. Sọc này là 1280, 79k luôn. Còn 2 size XL với 2X. 1280 còn 2 size XL với 2X, 79k luôn. Mẫu họa tiết thổ cẩm này đủ size nhưng mẫu size còn mấy cái, 79k luôn. Vậy là coi như đồng giá hết luôn ba mẫu này, 79k. Zoom dài nha cả nhà ơi, 79k còn ít này em cầm thôi nha cả nhà. 1280 nè, size XL với 2X, 79k. 1281 thổ cẩm nè, 1282 là hoa nè, 79k mẫu zoom này. Chị nào mình lấy lên đơn liền, 79k thôi nha cả nhà. Chia sẻ like dùm em và mình đặt liền, em chịu hàng luôn. Nhanh tay cả nhà ơi, có 79k mà thôi. Ơn mẫu này các chị lên đơn liền nha. Rồi các chị ơi, 1242 em đang mặc là 119 nha. 1242 em đang mặc xả hàng 119k, có chị nào mình lấy mẫu này đặt liền. 119k mẫu đầm này là 1242. Rồi em tiếp tục qua xả hàng mẫu khác nè. Chia sẻ like dùm em luôn trên tường nhà và chia sẻ vào các cái nhóm dùm em nha. Mẫu đầm tiếp theo sale cho các chị mình luôn. Đây, ô body tiếp tục nè. Em có mẫu này. Ai lấy mẫu nào các chị nhanh tay nha cả nhà. Mẫu này của em là 1231 nhưng mà tại vì cái này em đang mặc size lớn nên nó hơi rộng. Em kẹp lại nha. Em kẹp lại nha, cái này em hết size nhỏ rồi, em mặc size lớn luôn. Thì cái này em còn hai size là size L với lại size XL nha. Size L và size XL rồi cả nhà, em xả hàng luôn nè. 119k mẫu này. 1231 luôn nha, xả luôn 119k rồi, chốt lệ luôn nha các chị. 119k mẫu này, chị nào lấy đặt liền.
rẻ quá luôn. Xả hàng đầm này á, đợt trước em bán là 299, em hôm nay em sale xả luôn còn có 119 luôn á, 119k. Mẫu này chị nào lấy đặt liền luôn. Mã này là 1231, đầm ôm body nha, cổ đổ. Mà các chị mặc lật vai cũng được nha, ai thích trẻ trung mặc lật vai hoặc là mình mặc kiểu cổ thuyền như vậy nè. Đó, em thì em đang mặc size lớn nên nhìn nó hơi rộng cái phần cổ nha cả nhà. Mình nhìn đỡ dùm em, không còn size nhỏ nữa rồi. Thì em còn hai size, đó là size L với size XL. Chị nào vừa mình đặt luôn. Em sale ngày hôm nay cho các chị mình á là chỉ có 119, mã này là 1231 nha. 1231 và kèm số điện thoại dùm em ạ. 1231 và kèm số điện thoại em chốt đơn. 1231 nha. 1231 nha, 119k. Nhân tay nào cả nhà ơi, comment liền dùm em chốt đơn hàng. À, rồi. Rồi mẫu nào chị Huỳnh lên chị, à 1242 rồi, ok. Tí nữa mấy bạn sẽ chốt đơn cho chị luôn nha, có sai là mấy bạn lên đơn hàng liền. Rồi các chị ơi, mẫu đầm này ạ. Em sale luôn là 119k, đầm em đang mặc. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt liền luôn. 1231 và kèm số điện thoại 119k nhé. Em đang mặc size lớn và em đang kẹp bớt đằng eo lại ha. Thì còn cho mình hai size thôi, đó là size L với lại size XL nha. Thì các chị tầm 60kg trở xuống vừa. Em chốt sale luôn trên line này cho các chị là chỉ có giá là 119k. 119k thôi, chị nào mình ưng ý đặt liền giùm em nhé. 1231 và kèm số điện thoại 119k mẫu này. 119k thôi cả nhà ơi. Chị nào mình lấy mẫu này đặt liền giùm em chuyển hàng chiều xa nha. Rồi, giá chốt luôn nha, 119k. Size L và size XL nha. Rồi các chị ơi lên đơn liền nha, có 119k mà thôi, rẻ lắm luôn. Rồi bây giờ em sẽ qua thêm một mẫu đầm tiếp theo nữa nè. Ai lấy mẫu nào các chị lên đơn hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha cả nhà. Rồi em lên một mẫu mới đi, xem kẻ lên mẫu mới đi nha cả nhà. Đây, rất đẹp luôn. Mẫu đầm tiếp theo nè, trời ơi, xuất sắc nha các chị ơi. Đây, mẫu đầm này là 1306 nha. Đẹp lắm luôn. Trời ơi, cái mẫu này các chị mua về mặc Tết đi cả nhà. Mẫu này các chị mặc Tết đi, đẹp lắm nè. Trời, 1306 hôm nay sale rẻ lắm. Có 259 thôi. Có 259k mẫu đầm này thôi nha cả nhà ơi. Và đầm này là trong tầm từ 40kg nè đến tầm khoảng là 65kg vừa. Chất vải von hàng, đầm có túi hai bên, dây khóa kéo đằng sau. Bên trong là có lót thun cô tông nha. Đó, các chị thấy lớp lót đầm ống mượt và mướt luôn. Cổ là cổ tròn, có đính cho mình một cái nút ngọc trai và có khoét cho mình một cái khoét tròn ở đây cho mình ha, xinh lắm. Cái phần cổ dễ thương chưa. Rồi, em sale luôn nhé, 259k mẫu này. 259k mẫu đầm này với mã sản phẩm này là DA1306 và kèm số điện thoại cho em nha. 1306 và kèm số điện thoại em chuyển hàng luôn. Giá ngày hôm nay em chốt sale luôn là 259k. Cái màu đẹp quá, mẫu này là mặc lên là bật tông da hẳn lên luôn á. Mặc là bật tông da hẳn lên luôn ở nhà. Giá sale là 259k mẫu này nha. 259k hàng mới về bán cực kỳ chạy. Ở đây em cao 1m62, form đầm này sẽ dài tầm ngang bắp chân như thế này nha. Đầm này của em với mã sản phẩm là DA1306 nha. Sale là 259k thôi. 259k mẫu đầm này ai lấy lên đơn liền giùm em. 1306 và kèm số điện thoại, nhanh tay nha các chị ơi. Nhanh tay nha cả nhà ơi, lên đơn hàng liền nha. Các chị ơi, em có cái đầm sơ mi này là định mặc nhưng mà nó còn mấy cái thôi, chắc em cầm thôi nha, xả hàng nhanh luôn. Rất là đẹp luôn. 1285. 1285 em còn đúng một cái M với lại 6 cái size 2X. Em sẽ hàng mẫu này nha, 1285. $149,000 luôn. Xả luôn nha, để báo giá là 1285 149k. Tại vì còn ít nên là mới có giá này. Chứ bình thường là chắc chắn không có giá này đâu cả nhà. Giá này bình thường các chị mua phải là 299k cái đầm này. Bây giờ em xả luôn 149k, đầm này là tay lỡ và cái phần tay này mình sánh line lên nha. Lúc mặc mình sánh line lên rất đẹp luôn. Có túi hai bên lụa mango và có co giãn. Em còn đúng một cái M và em còn 6 cái 2X, em xả luôn 149k dành cho chị nào may mắn vừa. Chốt lẹ luôn nha các chị ơi, khỏi mặc đi nha. Xả hàng luôn rồi. 149k em đầm này. Lẹ lẹ cả nhà ơi, 1285.
không còn nhiều, em xả luôn. 149k. Dạ rồi, để tí nữa mấy bạn kiểm tra mấy bạn báo, hoặc là mình đợi ngày mai luôn nha chị nha. Mình đợi ngày mai, nếu mà tối nay mấy bạn chốt không kịp, ngày mai mấy bạn sẽ báo cho mình nha. Rồi, mẫu đầm này là 1285 xả 149k nha cả nhà. Một cái M với lại 6 cái 2X. Một cái CM với 6 cái 2X em xả luôn là 149k. Mẫu này khổ sơ mi rất đẹp nha. Chết em bao đẹp luôn, mềm mịn êm áp và không bị nhăn nhọc. 1285 nha cả nhà. 1285 nè. Ok này, chị Yến Hoàng chốt luôn cái CM, vậy là còn 2X thôi nha cả nhà. Em còn 2X thôi. 2X là eo mình tầm khoảng là 86 trở xuống. Eo 84 đến 86 trở xuống vừa. 149k treo ở đây nhá. Chị nào vừa mình lên đơn luôn nha cả nhà. Chị nào vừa lên đơn luôn cho em nhá. Nhanh tay cả nhà ơi. Rồi, đầm em đang mặc là 1306, ai lấy mình lên đơn. Giá em chốt luôn 259k. 259k mẫu đầm này với mã sản phẩm này là DA 1306 và kèm số điện thoại, hàng chuẩn vải đẹp luôn. Hàng chuẩn vải đẹp cho các chị mình luôn. Rồi, chị nào mình lấy đặt liền nha. Vải này mặc rất là mát. Về độ co giãn thì ít thôi, nhưng mà được cái là mình mặc thoải mái, mát mẻ, dễ chịu nha. Đây, hai lớp cho các chị. Giá ngày hôm nay em sale là 259k mẫu này. 259k mẫu đầm này, chị nào ưng đặt liền luôn. Mã này là DA 1306 và kèm cho em xin thoại luôn. 1306 và kèm xin thoại nha. Nha tay lên cả nhà ơi. 259k. Mặc thử 1285. Ok rồi, em mặc luôn nha. Em mặc luôn 1285 cho cả nhà xem thử nè. Ai lấy mẫu nào các chị lên đơn hàng liền dùm em. Rồi, đợi em một chút xíu nha. Mặc lên 1285. Yên tâm đi cả nhà ơi, cái đầm này em bán rất là chạy. Và bán bình thường em bán là 299 không á. Nay là tại vì còn ít nên mới sale giá này thôi. Rồi, còn 2X. E 84 đến 86 trở xuống vừa. Chị nào mình lấy đặt liền dùm em. Đợi em vài giây nhá. 1285. Rồi. Đây, mặc 1285 cho cả nhà. Còn size 2X thôi. 6 cái cuối cùng. 6 cái cuối cùng nha. 6 cái cuối cùng em xả luôn là 149k cả nhà, thấy chưa? Em nói mà đầm này form lên rất đẹp, trộn form luôn. Túi hai bên, vải này êm mềm mát và có co giãn. Giá ngày hôm nay em sale luôn cho cả nhà chỉ có là 149k nha, tại vì còn có 6 cái này thôi. Làm xả rẻ luôn đó, ai vừa mà đặt liền. 149k. 149k mẫu đầm này. 1285 và kèm số điện thoại liền cho em nha các chị ơi. Ráng hôm nay nếu như có thể thì gộp đơn từ 597.000 đồng trở lên là em miễn ship toàn quốc nha. Đơn chị nào hôm nay từ 597.000 đồng trở lên em miễn ship toàn quốc cho chị đó luôn nha. Rồi, đầm này của em. Mã này của em là DA 1285, chốt sale 149k. 149k bộ đầm này hoa nhí rất là xinh, tay là mình gấp lai lên như thế này nè. Đẹp chưa? Chuẩn phong cực kỳ. Rồi, 149k chị nào vừa đặt liền size 2X, E84 hoặc E86 trở xuống vừa. Tầm khoảng 60-65kg trở xuống ok luôn nha cả nhà ơi. Em sale là 149k thôi. Rồi, bây giờ em sẽ chuyển qua thêm một mẫu đầm tiếp theo nha. Ơn mẫu nào các chị nhớ lên đơn liền dùm em. Rồi, đợi em một chút nè. Em qua mẫu khác cho các chị. Phần em cho em là mã hàng và kèm số điện thoại nha cả nhà nha. Rồi, em lên thêm một mẫu đầm tiếp theo nữa đây. 1286 rất là đẹp luôn. Chuẩn form chất lụa mango. Đây, 1286 nè cả nhà. 1286 sale luôn, còn có 179 thôi. Đầm này em có 4 size M, L, XL và 2X, form lên chuẩn cực kỳ. Mà êm lắm, các chị mặc lên người là các chị cảm nhận ngay được cái độ mềm mại, cái độ mát lạnh, cái độ êm ái của cái chất vải này luôn. Và vải này em đảm bảo 100% các chị mặc không sợ nhăn nhầu, cái này khỏi cần ủ nha. Mặc cái đầm này khỏi cần ủ, giặt máy giặt tay vô tư. 1285 ok chị Trương Thị Xuân nha. Đầm này mua mặc khỏi ủ luôn. Rồi, các chị nè, dám chốt sale nè, 179.000 đồng, 1286 nha, thực sự luôn, mặc bao ghi nữa các chị,
Rồi cái này em có một màu nữa nha. 1284 nè. Một hai tám tư nha cả nhà. 1284 em còn cho mình size M, một cái size M, một cái XL và còn lại là 2X. 1285 ok chị Kim Ngân chốt luôn. Rồi các chị ơi, 1284 mẫu này nè, 179 luôn. Cái tay này nó có, nó có cho mình nhún thun, nhún thun ở đây nè. Ok chị Trương Thị Xuân nè, 1285. Rồi các chị ơi, 1286 là em đang mặc và 1284 là mẫu này. Hai mẫu này sale đồng loạt xuống còn 179 nha. 179k, chị nào ưng đặt liền, 179k thôi, quá rẻ luôn. 179k nha, 1284 mẫu này, 1286 mẫu này. Đầm này che bụng cực tốt, ai mà có bụng không lo lộ bụng luôn. Và vải này các chị nhớ cho em là không, mẫu đầm này không hề bị nhăn nhầu nha. Mẫu này không hề bị nhăn nhầu luôn á. Rồi em sale là 179k là cực kỳ rẻ luôn, chị nào lấy đặt liền. 1284 còn sale L, XL với 2X, 1286 thì có đủ size nha. Sale 179k, 179k thôi, chị nào mình lấy đặt liền. 179k thôi, chia sẻ like và mình đặt hàng nhanh cho em nhé. 1284 mẫu này, 1286 là mẫu này nha, hai màu. Em cũng có một mẫu mà em nói thiệt là các chị mặc là ghiền lắm. Em đây là em rất là thích nên em rất là thường xuyên mặc. Cái này 1284 hết M rồi, chị ơi mình lấy sang size L được không chị Yến Hoàng ơi? Mình lấy sang size L được không? Không thì mình chuyển sang 1286 nha. 1286 đủ size. 1286 đủ size rồi, em sale là 179k. 179k. Đứt bự, đứt bự. Có làm gì vậy? Ê, con đứt bự kia sao con đổ nước ra vậy? Hả? Con đứt bự nó gọi quá. Đứt bự ra đây nè. Đứt bự. Không một nước nữa. Đứt bự, đứt bự. Ra đây. Ôi nó ra kia. Để tô nước cho nó mà nó gặm nó đổ nước ra cái chị. Nó ra đây nằm nè, không quậy nữa nè. Trời ơi nặng quá. Đố cái chị đứt bự bao nhiêu ký? Đố cái chị đứt bự bao nhiêu ký nè? 5,2 ký các chị ơi. 5,2 ký đó. Ăn với ngủ với quậy thôi. Hết cái tô kia nó ăn, nó hết đồ ăn các chị ơi, bắt đầu giờ nó quậy. Nó là cái tật của nó là hết đồ ăn nha, bắt đầu nó đập tô, nó đập hết tô này đến đập tô khác vậy đó. 5,2 ký rồi. Rồi các chị ơi, bây giờ đầm em đang mặc chị nào lấy đặt liền giùm em nha. Mẫu này là 1286 nè, còn mẫu này là 1284 nè. Hai mẫu này là sale là chỉ có 179k thôi nha. 179k. Mẫu đầm này chị nào lấy đặt liền giùm em. Nhanh tay nha cả nhà ơi. Rồi bây giờ em chuyển mẫu khác cho các chị mình luôn nha. Em có cái đầm này rất là đẹp và hôm nay em sẽ tổng sale luôn nè. Tại vì hôm nay nó cũng lẻ sai luôn. Siêu phẩm nha các chị, chờ em một chút xíu nha. Đẹp lắm. Đẹp lắm luôn. Rồi, chờ em một chút nha. 1, 2, 4, 8. 1, 2, 8, 4, chị Yến. À rồi, có gì mình đổi sang size 1, 2, 8, 6 giùm em chị Yến Hoàng nha. Rồi, các chị ơi đây nè, 1, 2, 4, 8, có chừng nhầm mã nha các chị. Vừa nãy là 8, 4, bây giờ lại là 4, 8. Các chị, đầm này còn 2 cái M. Với lại là còn lại là chỉ còn size 2X 15 cái, 2X nữa. Thế là hôm nay em sale luôn nha. Các chị ơi, 179, giá bán bình thường là 299k, nên em sale 179k, mã này 1248 này. 179 để báo giá luôn nha, 1248. À còn một màu nữa em sale luôn nè. 1247, 1248, 179k nè. Đây là còn màu vàng nữa, đâu rồi? Màu vàng rồi ta, đây. Nè các chị, hai màu. Màu vàng thì nó còn XL với lại 2X nha. Xả luôn 179k nè. XL còn 3 cái. Còn lại là cũng chỉ còn có là 15 cái 2X. Rồi. 1247 màu vàng, 1248 là màu nâu. Xả hàng 179k luôn. Trời, cái đầm này bán 299k cực kỳ chạy, nay em sale còn 179. Miếng một dàn nút gỗ phía đằng trước nè các chị. Trời ơi, cái nút đẹp lắm luôn nha cả nhà. Hàng bao chất lượng luôn các chị nhìn cho em rồi. Túi hai bên nè. Dây khóa kéo đằng sau nè. Rồi ai lấy mẫu nào đặt liền giùm em. 1248 là màu nâu em đang mặc và 1247 là màu vàng. Hai màu cho mình lựa chọn nha các chị. Hai màu cho các chị mình lựa chọn và sale luôn cho các chị mình. Ở đây là giá chỉ có là 179.000 đồng. Quá rẻ luôn, anh em sale nhanh nha các chị, 179k. Chị nào vừa mình đặt liền nha, 179k thôi, xả nhanh luôn.
179k mẫu đầm này. Ai lấy mình lên đơn hàng luôn cho em nhé. Ai lấy mình lên đơn hàng liền dùm em luôn cả nhà ơi. Nhanh tay cả nhà. 179k màu vàng là 1247, màu nâu là 1248 nha. Ngày hôm nay là giá rẻ nhất hệ mặt trời rồi, chưa bao giờ giá sale rẻ như thế này hết. Có 179 thôi, ai lấy mình lên đơn liền. Còn không có đập tô nữa. Đấy bờ đây đây. Rồi chị nào lấy đặt liền giùm em nha. Rồi nhanh tay nha các chị. Tiếp tục 99k. Một cái cuối cùng này cả nhà. 99k. Size M. 1159. Hai lớp. Túi hai bên. Một cái cuối cùng chốt 99k. Mã này là 1159 nha các chị ơi. Eo 7273 chị xuống vừa. 99k luôn, size M. 1159 kèm số điện thoại cho em nha cả nhà. Chị nào may mắn vừa size M chốt liền nha. 99k mẫu này chốt liền luôn cả nhà ơi. Đúng một cái. Size M 1159 99k. 1159 99k nha, rất đẹp, có túi hai bên. Có túi hai bên và có lớp lót thun cô tông bên trong. Chốt nhanh nha cả nhà, 1159 99k. Rồi các chị ơi, ai lấy mẫu này các chị lên đơn liền nè. Đầm này hôm nay sale rẻ quá. Rồi chị Huỳnh Liên 1159 nhớ chia sẻ like dùm em và là mình gộp đơn hàng đánh giá cùng một lượt nha. Rồi mẫu này là 1248 nè. 1247 là mẫu này nè. 179k. Rồi bây giờ sẽ chuyển qua mẫu đồng khác nha. Ai lấy mẫu nào các chị lên đơn liền dùm em. Tiếp tục chuyển qua mẫu đồng tiếp theo nha. Rồi đợi em một chút xíu nha, em chuyển qua mẫu đồng tiếp theo cho các chị. Đầm này là co giãn nhiều chứ phải thun Mỹ nè. Mã này là 1261, em còn cho mình có cho mình là 2 size, 3 size 1261, 3 size cuối cùng ML và XL. Chị nào á, bình thường mình mặc 2X ấy, mình giảm xuống XL mặc vẫn được tại vì cái này có co giãn. 1159 còn một cái này là chị nào mà có chia sẻ và có đặt hàng sớm nha, em chốt cho chị đó luôn nha. Rồi mẫu này 40kg đến 65kg vừa, mặc dù là chỉ còn là 3 size ML và XL thôi, nhưng mà được cái mặc thoải mái nha cả nhà nha. Em cho chị hỏi cùng chốt người bán giá này. Giá khác là sao chị, em không hiểu. Cùng nhân viên là sao em không hiểu chị ơi. Tại vì á, thường á, cái giá mà em sale á, cái giá mà em sale sẽ báo trên hệ thống luôn, cho chung cho tất cả mọi người để mấy bạn chốt. Nên là nhiều khi á, có thể là mấy bạn báo giá khác, là coi như là có thể là mấy bạn chưa có kịp cập nhật á, cái hệ thống nó chưa có cập nhật cái giá, nên là mấy bạn chưa có nhìn thấy. Nên là có gì mình báo lại để mấy bạn kiểm tra lại là được nha chị Nguyễn Thị Ngọc nha. Rồi, đầm này của em nhá, 1261, em sale 159 luôn các chị, 40kg đến 65kg vừa. 40kg đến 65kg vừa, mã này là DA1261 nha. Một hai sáu một và kèm số điện thoại luôn cả nhà. 159k, phải có co giãn nhiều, phải có co giãn nhiều mặc thoải mái luôn. 159k mẫu này, mã này là 1261. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn nhé. 1261 và kèm trang số điện thoại em trừ hàng. 159k, 40kg 65kg vừa, chất vải thun Mỹ. Các chị mình thích mặc ôm ôm ấy, các chị giảm size mặc được nha. Tại vì đầm này coi giãn nhiều mà, cái form của nó form xuồng, cái chị giảm size ok luôn nha. Đầm này em chốt luôn là 159k. 159k mẫu đầm này, chị nào mình lấy lên đơn liền, mã này là 1261 nha. 1261 159k rồi, chị nào mình ưng đặt liền giúp em. 1261 159k, chia sẻ like và mình chốt đơn liền giúp em nè. Chia sẻ like và mình chốt đơn hàng liền giúp em nha. 159k mẫu đầm này. 159k mẫu đầm này, chị nào lấy đặt liền nè. 159k. Mã này là DA
1261 nha các chị nha. 1261 và kèm số điện thoại 159k đồng em đang mặc phải có coi giảm nhiều. Từ 40kg đến 65kg vừa, 159k. 159k rồi, bây giờ em sẽ chuyển qua mẫu khác nha. Ai lấy mẫu nào các chị cứ lên đơn hàng liền giùm em. Mẫu tiếp theo nha. Mẫu tiếp theo nha các chị ơi. 1320 đẹp lắm. Ôm body đuôi cá cực kỳ là sang luôn. Đầm này của em nhé. Mã này là 1320. Rồi giá bán bình thường 299 nay tổ chức sale sốc luôn. 199.000 đồng mẫu này. 199k vải lụa mango có co giãn nhẹ cho các chị mình nha. Rồi 199k luôn nha các chị ơi, chị nào mình ưng đặt liền. 199k mẫu này các chị thấy form lên rất là đẹp, chuẩn form cho cả nhà. Chị nào ưng mẫu này các chị lên đơn hàng liền giùm em. Nhanh tay cả nhà ơi. Giá ngày hôm nay em sale luôn cho mình mẫu này là chỉ có giá là 199k. Mã này là 1320. 1320 và kèm số điện thoại cho em nhé. 1320 và kèm số điện thoại em chưa hàng, nhanh tay lên cả nhà ơi. Các chị ơi, em có cái đầm này em tặng sale tặng thôi. Chứ thật sự là với cái giá này là sale là lỗ. Nhưng mà em theo em chốt luôn nhá. Còn đúng một cái đầm của bé các chị ơi. Đúng một cái đầm của bé size số 2 thì bé nhà mình chắc tầm khoảng là 15kg trở xuống vừa, 10-15kg trở xuống vừa. Đây các chị nè. Đây em cầm vài em để vài cho các chị xem nha. Bé nhà mình tầm cỡ này không? Đây em để vài nè. Đó. Còn bé mình cao tầm tới thành phần hông hông tầm hông của mình không? Các chị cầm giùm em đúng một cái thôi nha. Ghi cho em là D1 một cái cuối cùng. Khoan, cái gì ta chị ta đầm bé, chờ em xíu nha. Thôi kệ, ghi D1 đi nha các chị ơi. Rồi cái giá em sale cho các chị mình là rồi 29k cái đầm này. 29k cái này coi như tặng nha, chứ không phải là bán đâu. 29k chị nào có đầm có bé, cái bé nhỏ nhỏ cỡ này nè. Đó, các chị chốt luôn nha. 29k cái đầm này. Mã là D1 kèm số điện thoại giúp em. Size này là size số 2 nha các chị. D1 nha các chị ơi, kèm số điện thoại cho em. Size số 2. 29k. Đầm bé nha, sale tặng cho các chị, nhớ là gộp đơn nha. Cái này một cái là em không giao được nha. Cái này áp dụng cho chị nào mà có đơn hàng rồi á thì các chị đặt hàng luôn để em giao cùng nha. Chứ cái này là lỗ vốn, em sale em tặng thôi, kèm theo cái đơn hàng của các chị nha. Rồi chị Nguyễn Như này, chị có đơn chưa? Chị có đơn hàng chưa thì em sale tặng cho mình cái này giá 29k thôi nha. D1 là 29k. Nhớ là chia sẻ like và gộp đơn hàng giúp em. 29k. Có một cái thôi cả nhà ơi. Có một cái rồi em sẽ tặng nha. Rồi. Chị nào mà có đơn hàng rồi nha thì các chị gộp đơn giúp em nha. Còn một sản phẩm. Đất bự ơi, con đừng có đập có tô nữa. Đất bự. Nó hết đồ ăn mà nó đập đồ quá chị ơi. Cái tính gì không biết đó, con gái con đứa mà. Con gái con đứa gì mà hết đồ ăn là đập đồ rồi đó bự. Hả đó bự? Cái tính như là cuộc súc vậy. Hả? Đó bự. Đó bụng hả? Trời ơi, nó đói bụng mà nó đập đồ vậy các chị. B1. Rồi. Các chị ơi, mẫu đầm này là DA1320 nha, 199k nha. 199k 1320 40kg 65kg vừa. 40kg 65kg vừa mẫu đầm này, ai lấy lên đơn hàng liền giùm em. 40kg đến 65kg vừa, mã sản phẩm là 1320. 1320 kèm số điện thoại giùm em nhé. 1320 kèm số điện thoại cho em nào. Giá ngày hôm nay em sale là chỉ có là 199 rồi. Em cảm ơn các chị đã theo dõi cái livestream của em vào tối ngày hôm nay. Và nếu như mà chị nào mà nãy giờ mình vào trễ quá, mình chưa kịp xem, các chị nhớ
xem lại livestream này, tại vì đầu live có rất là nhiều đầm đẹp và giá rẻ 99k có nhiều lắm. Nên là các chị cứ xem lại live xem có mẫu nào mình ưng mình đặt thêm, gộp đơn thêm. Đơn chị nào mà từ 597.000 đồng trở lên miễn ship toàn quốc cho các chị mình luôn. Rồi, hẹn gặp lại các chị vào ngày mai. Và bây giờ chúc cả nhà mình ngủ ngon. Bye bye cả nhà mình nhé.